đi tìm cách sống khỏe khác ạ. Dạ, vậy thì chúng ta cần phải làm gì để mà nó có một cái giải pháp sống khỏe? Thì trước khi chúng ta biết có giải pháp thì chúng ta phải biết được nguyên nhân. Dạ, thực trạng và nguyên nhân thì chúng ta mới tìm ra được giải pháp. Vậy thì thực trạng hiện nay thì tất cả người thương cũng như là người thân của mình ai cũng thấy được cái thực trạng như thế nào? Hiện tại đây có rất là nhiều, con chỉ đúc kết lại một số thôi. Đầu tiên là chúng ta thấy xung quanh mình là rất rất nhiều người thương là đang trong tình trạng rối loạn chuyển hóa, béo phì, thừa cân. Và nhìn vào cái hình cái bụng nó to thì nói lên câu gì ạ? Vòng bụng mà to như thế này là người thương không cần làm bác sĩ, người thương cũng đủ biết rằng là người này sẽ có nguy cơ là bị gì? Dòng Mỡ. đời. Dạ, đầy mỡ vàng đấy ạ, mô mỡ nội tạng đấy ạ. Mà khi mà mình bị mỡ nội tạng rồi ấy thì nó kéo theo hàng loạt các cái bệnh rối loạn chuyển hóa. Ví dụ như là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, huyết áp, xơ vữa động mạch, suy gan, vân vân. Đó, rất là nhiều cái bệnh như vậy. Thì cái thực trạng là người béo phì hiện nay mỗi ngày một tăng, đồng nghĩa với việc các cái bệnh tiền tiểu đường, tiền huyết áp, tiền tim mạch là đang ngày một tăng cao. À, cái hình thứ hai, đây là đang nói về là tiểu đường. Cái hình thứ ba, mỡ máu huyết áp. Hình thứ tư là gút. Thứ năm là ung thư. Thứ sáu là thoái hóa cơ xương khớp. Và thứ bảy là chậm chạp thiếu tự tin. Chậm chạp thiếu tự tin là biểu hiện ra bên ngoài nhưng thực sự ra người ta gọi là bệnh này là cũng bệnh là thừa cân béo phì ạ. Đấy. Thì thực trạng này là hiện nay là mỗi ngày một tăng cao. Mặc dù bệnh viện chúng ta là mỗi ngày mọc lên càng nhiều nhưng lúc nào cũng chật giường hết. Thì lý do như vậy. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến các thực trạng này? Người thương nào có thể cho con biết không ạ? À? Mỗi người nói một nguyên nhân thôi để cho con nắm thử xem là người thương có. Dạ, yeah. Hình như chị Hờ tại bị tắt tiếng rồi thì phải. Dạ, người thương có cái nhận ra nguyên nhân nào không ạ? Nguyên nhân thực phẩm sợ. Dạ, người thương Lưu Thị Thạch là nói về nguyên nhân thực phẩm nè. Rồi người thương khác ạ. À, mỗi người nói cho con một nguyên nhân thôi. Con mời chú Hoàng Trư ạ. Cô ấy sống nói chung không đúng thuần tự nhiên. Dạ, sống sai, dạ biết ơn chú. Rồi, con mời người thương tiếp theo ạ. Mỗi người chỉ cần nói một nguyên nhân là chúng ta có đầy đủ nguyên nhân ạ. Dạ, con mời người thương tiếp theo ạ. Để mình nhận diện ra cái liệu pháp mà trị liệu đầu tiên là mình phải biết được nguyên nhân. Dạ, con mời người thương Mai Dên ạ. Mai Yến Mai Yến ạ, dạ. à, nguyên nhân theo do người người mà bệnh ăn quá nhiều cái thức ăn mà như là hải sản rồi ăn uống quá nhiều chất mà có ga có cồn rồi vận động thì ít mà. Dạ, con cảm ơn người thương. Con mời người thương tiếp theo ạ. À, vẫn còn chưa nói lên hết tất cả các nguyên nhân con muốn người thương nói, chứ con nói thì đơn giản ạ. À, con muốn người thương nói lên ạ. Dạ là do ăn nhậu quá nhiều, hút thuốc lá. À. Dạ, biết ơn người thương rồi. Con cảm ơn người thương đã nhận ra. Rồi, con mời người thương tiếp theo. Vẫn chưa đủ ạ. À, Cái tâm bất an nữa bác sĩ ơi. dạ rồi, biết ơn sư cô tuyệt vời ạ. À, dạ gần đủ rồi ạ. À, còn một chút nữa thôi ạ. À, Dạ ăn uống không đúng cách với đó sư cô hỏi ạ. À. dạ con cũng biết ơn người thương công tài ạ. À, dạ chỉ xem đáp án thử xem mình có mình còn thiếu nhiêu nữa nha, mình còn thiếu bao nhiêu yếu tố nữa nha. Tóc còn dài lắm, không phải sư cô đâu nha. Dạ. À, con mời người thương Lê Thị Tuyết Loan ạ. Mít đi. Con mời người thương Lê Thị Tuyết Loan mở mic ạ. Con mời người thương Lê Thị Tuyết Loan mở mic ạ. Con chưa nghe ạ. Rồi, con mời người thương Đặng Thị Thắng ạ, Bình Long ạ.
Dạ, giờ con có ý kiến là do tâm mình còn tham sân si nhiều quá. Dạ, rồi con biết ơn người thương ạ. Rồi con mời người thương Tuyết Loan ạ. Dạ, người thương Tuyết Loan không mở mic được ạ. Thầy ơi, thầy mở mic giùm cho người thương Tuyết Loan giúp con với thầy ơi. Dạ, người thương Tuyết Loan, dạ được rồi á, người thương Tuyết Loan được rồi á, người thương. Dạ, nguyên nhân mình à, coi như là tâm chưa ổn định, còn thiếu sót nhiều, ăn uống đồ cũng không điều độ bác. Dạ, thưa thưa thầy. Dạ. Dạ, cô hả? Rồi, biết ơn người thương ạ. À. Dạ. Rồi, con mời người thương Nguyễn Thị Mộng Hoang ạ. À. Dạ. Nguyễn Thị Mộng Hoang mở mic ạ. Người thương mở mic đi ạ. Dạ, người thương vui lòng mở mic đi ạ. Người thương chấp nhận, người thương chấp nhận đi ạ. Rồi, có mời người thương ạ. À. Rồi, được ạ. Dạ, con thấy là hiện tại bây giờ là ăn uống không có khoa học này, mình không tập thể thao đều đặn này. Nói chung là ăn uống không đúng cách. Ăn ăn một thứ vô bổ, ăn nhiều quá hoặc là mình ăn ít quá. Dạ. Rồi, rồi cảm ơn người thương. Bây giờ con chiếu thể xem người thương xem còn thiếu nguyên nhân nào không nha. Dạ, nguyên nhân đầu tiên là hình này nói lên điều gì ạ? Hình này nói lên cái điều gì ạ? Không không cần dùng từ ngữ thì người thương biết là như thế nào ạ? Rượu bia, uống rượu bia nhiều. Uống rượu bia và ban đêm hay ban ngày đấy ạ? Cái này là ban đêm. Dạ, đó là nói về lối sống không lành mạnh, lối sống sai với quy luật tự nhiên ạ. À. Thực ra uống rượu bia mà uống ít vẫn cũng có thể giúp ích cho tiêu hóa. Nhưng mà nếu chúng ta ăn nhậu thì mà cứ thường xuyên ấy thì đó là dùng cái từ là đã là không lành mạnh ạ. À. Cái hình thứ hai. Cái hình thứ hai là gì ạ? À? Dạ, con mời người thương Mai Giang ạ. À. Mai Dưỡng ạ. À. Cái hình này con thấy không rõ cô ơi. Dạ. Đây là hình là công việc chồng chất, căng thẳng, stress, hai tay, hai cái điện thoại đó ạ. À. Cái hình này là một người đang ngồi làm việc rất là nhiều cái giấy note ở trên cái máy tính đó. Tức là phải xử lý quá nhiều công việc, hai tay, hai cái điện thoại, tức là stress vì công việc, vì áp lực ấy ạ. À. Đó, áp lực thì cái trong cái cơ thể của mình nó sẽ tiết ra rất là nhiều độc tố. Và chính những cái độc tố đó nó sẽ làm cho cái tế bào của mình nó bị méo mó, nó bị lỗi gen, lỗi ADN và nó sẽ nguyên một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư và các bệnh tật khác ạ. Ngoài ra trong cái căng thẳng stress nó còn sinh ra các cái gốc tự do, mà các gốc tự do là một trong những nguyên nhân gây ra các cái bệnh ở trong cơ thể của mình ạ. Dạ. Và cái hình thứ ba đó là gì ạ? Mình nhìn xem đây là gì ạ? Dạ, người thương tương tác giúp con nè, bởi vì kiến thức này nó quá là quen với người thương chứ nó không có gì là mới mẻ ấy nè. Để mình đúc kết, để mình nhớ thôi. Dạ, người thương tương tác đi ạ. Thay đổi cái chế độ là người thương có thể không được á. Gia đình là bất an. Dạ, bất an, dạ. Đây là một gia đình không hạnh phúc ạ. À. Gia đình mất hạnh phúc. Dạ, biết ơn cô Thái Thu Thủy ạ. À. Dạ. À, đây là gọi chung là bất hòa trong các mối quan hệ. Đại diện là cái hình này nói về bất hòa trong các mối quan hệ. Và khi các mối quan hệ gia đình bị tổn thương, bị bất hòa giữa cha và mẹ thì đứa con cũng là một trong những người chịu hậu quả. Đó là cảm thấy chán nản, buồn khổ, stress. Và đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến bệnh tật và trong đó có bệnh ung thư. Còn giữa hai người mà cãi nhau mà cái tần suất mà diễn ra liên tục như thế thì trong cơ thể cũng tiết ra rất là nhiều độc tố. Và những người nào bị ung thư, mình cứ suy ra mình suy ra trước đây mình đã từng stress chưa, đã từng căng thẳng và từng bất hòa trong các mối quan hệ chưa. À, cái này là người ta gọi là nội kết á. Dạ,
nó nằm ở trong bên trong mình á, mình có thể bác sĩ cũng không trị liệu được á, không có tìm ra, không có chữa được cái nguyên nhân này, mà chỉ có tự người đó xử lý và tự người đó chữa lành thôi. Dạ, đó là cái về các cái mối quan hệ không có không có hoàn không có dễ thương ạ. Dạ. Và cái hình hình này thì quá là quen thuộc rồi, thì ai cũng nhìn thấy rồi. Hiện nay là bủa vai chúng ta, quanh chúng ta là đều là chúng ta phải cuộc chiến với thực phẩm bẩn, có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng đề cao cảnh giác, chúng ta lúc nào cũng rất là sợ. Riêng cái nỗi sợ thì cũng đã làm tổn thương các cái tế bào của chúng ta rồi. Đó, đã đụng cái gì cũng sợ, ăn cũng chết, không ăn cũng chết. Tóm lại là rất là sợ, mà sự sợ hãi là một cái trong những nguyên nhân ghê gớm ảnh hưởng đến sức khỏe thân và tâm của chúng ta. Và đây là cái hình mà người thương sống ở những cái thành phố lớn á, những cái vùng mà nó thiếu yếu tố thiên nhiên, thì chúng ta sẽ thấy rằng là về vấn đề ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn, ngoài ra còn lại bị là cái xe nó thải ra cái khí carbonic là khí CO, CO2 đấy, thì cái khí này nó chiếm hết cái nó ái lực với lại cái hemoglobin ở trong hồng cầu của chúng ta. Do vậy nếu cái khí này mà nó chúng ta hít phải vào thì cái quá trình mà gắn kết giữa oxy với hemoglobin sẽ bị giảm đi, tức là quá trình vận chuyển oxy lên não hoặc là lên tất cả các cơ quan bộ phận khác nó sẽ bị giảm đi, bởi vì cái sự cạnh tranh giữa khí CO, CO2 so với với oxy khi gắn kết với lại hồng cầu của chúng ta thì CO nó mạnh hơn gấp rất là nhiều lần. Do vậy mà chúng ta ở trong cái môi trường như thế này mà quá lâu thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ bị liên quan đến bệnh thiếu oxy não ạ. Đó. Và khi thiếu oxy tức là bị tắc không thông thì nó gây ra hàng loạt các cái bệnh khác ạ. Đó, và ô nhiễm tiếng ồn, mệt mỏi, stress nữa. Và đây là cái hình đối với những người thương sống mà nó không có đảm bảo vệ sinh, có nghĩa rằng là không phải ô nhiễm khói bụi mà là ô nhiễm vi sinh vật, tức là vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh hay là một số cái mầm bệnh nó ở xung quanh chúng ta như thế này. Chúng ta không có nước sạch để xài, hay là chúng ta bị thải ra môi trường quá là nhiều cái chất bẩn hóa học cũng như là sinh học rất là ô nhiễm như vậy. Thì cái này chúng ta thấy quen không ạ? Xung quanh mình có không ạ? Hay là không có mấy cái hình này ạ? Dạ có. Dạ, không những có mà là có tất cả đúng không ạ? Dạ có. Dạ. Vậy thì chúng ta thấy thì chúng ta có thoát được bệnh tật không? Nếu chúng ta ở trong môi trường như thế này thì chúng ta thấy bụi vai chúng ta, tất cả những cái yếu tố này, chúng ta có thoát được bệnh tật không? Dạ không. Vậy thì muốn thoát được bệnh tật thì phải như thế nào? Thay đổi môi trường. Thay đổi môi trường sống. Dạ. Vậy theo người thương thì thay đổi môi trường như thế nào thì sẽ thoát được cái này? Nhất là không cái thải, rác thải. Thứ hai nữa là sống thì không có ăn uống bừa bãi. Công việc thì cũng như là mình làm công việc phải có khoa học, sống trong phải yêu thương, biết hòa thuận lẫn nhau. Rồi trồng cây thì không nên sử dụng thuốc chất hóa học độc hại nhiều để ảnh hưởng cho những người mà người ta hưởng thụ. Rồi khi xe cổ thì nên là giờ mình có cái xe đi xe đạp và xe điện để không thải ra những cái chất độc hại cho những người khác mà người ta phải hít thở. Dạ. Yeah. Vậy cái yếu tố cốt lõi của gây ra những cái điều này là do nguyên nhân nào ạ? Cái nguyên nhân cốt lõi mà mầm móng sinh ra những cái hình ở trên này là do đâu ạ? Do cái yếu tố gì đạo đức ạ? Dạ, con biết ơn người thương. Đây là yếu tố thiếu tình thương ạ. Đúng không cả nhà? Có phải là yếu tố thiếu tình thương không ạ? Cái hai cái hình đầu tiên là thiếu tình thương đối với bản thân mình ạ. Yeah. Và khi mà bản thân mình không được thương yêu đủ đầy á, để chăm sóc cho chính cái bản thân mình, thì mình có đủ sức, đủ cái tình thương đối với những người xung quanh không ạ? Chắc chắn là không yêu thương mình đủ đầy thì rất là khó trao đi yêu thương cho những người xung quanh. Những cái hình tiếp theo đó cũng thiếu tình thương. Còn nếu người mà họ đủ đầy tình thương thì chắc chắn họ sẽ không thể nào mà đổ ra môi trường hàng trăm cái chất thải độc hại như vậy.
rồi không thể nào bỏ nửa lòng nào mà cầm đổ vào trong một cái thịt thực phẩm bẩn phẩm, một số hóa chất độc hại, đúng không ạ? Nếu mình có tình thương đủ đầy thì mình sẽ không bao giờ làm được điều này. Đó, rồi. Tất cả những yếu tố này chúng ta không thể thay đổi được hiện trạng nếu một mình chúng ta làm, nhưng chúng ta có thể là yêu thương đủ lớn. Mỗi một người yêu thương đủ lớn thì con nghĩ rằng là sẽ không có những cái hành động này xảy ra đâu ạ. Đó, thì điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là hiện nay đa số những người trên đất nước chúng ta đi đó, thì để mà chống chọi với những cái nguyên nhân trên thì họ thường đưa ra các giải pháp để bảo vệ chính bản thân họ và gia đình họ, đó là đi khám sức khỏe định kỳ, uống thuốc tây hoặc là phẫu thuật. Cái này chiếm phần đa. Và cái nhóm người thứ hai là người ta giàu có hơn một chút, đó là sử dụng thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng. Bởi vì sử dụng thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng thì nó sẽ tăng rất là nhiều chi phí, còn có thể đi khám bác sĩ định kỳ, uống thuốc tây thì chi phí nó rẻ hơn một chút và nó nhanh hết hơn. Dùng cái từ là nó nhanh thấy giảm triệu chứng ấy. Còn thực phẩm chức năng thì nó chậm hơn một chút nhưng mà nó an toàn hơn. Thì những người giàu có hoặc là những người có điều kiện, có kiến thức một chút thì người ta sẽ chuyển sang dùng thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung có cái mục tiêu rõ ràng. Và nhóm người thứ ba là một nhóm người cũng có một cái gọi là người thông thái ấy, là người ta sẽ tập luyện thể dục thể thao, ăn thực phẩm có chọn lọc nhưng mà cũng cũng là hướng ngoại thôi. Hàng ngày người ta chỉ tập luyện thể dục thể thao và tìm thực phẩm có chọn lọc thì mới có là hai yếu tố thôi, đúng không? Yếu tố thực và yếu tố tập. Đó. Và để mà nghe theo sư Hải Thượng, sư ông Hải Thượng Lãn Ông ấy, thì thường ấy là chăm sóc sức khỏe chủ động bằng các cái phương pháp thuận tự nhiên, mà trong đó có dùng cây cỏ cây lá, và chăm sóc sức khỏe chủ động bằng các phương pháp thuận tự nhiên để biến mình trở thành bác sĩ cho chính mình. Thì đây là giải pháp mà chúng con đã thực hành cách đây 5 năm, từ 2018 là chúng con thành lập một công ty và chuyên về chăm sóc sức khỏe tự chủ động bằng các phương pháp thuận tự nhiên để giúp tư vấn cho người thương, người người khách hàng đó, chính họ trở thành bác sĩ để họ giúp cho bản thân họ và cho gia đình của họ. Vì sao chúng con chọn phương pháp này? Đó, bởi vì là phương pháp này nó rất an toàn. Nó trị bệnh không phải là như hồi hôm trước cô Lan có chia sẻ, là bên Tây y á, là người ta bị đau tim thì người ta đè cái tim ra, người ta thực hiện, người ta trị cái tim của cô, bác mổ hoặc là bác làm gì đó liên quan đến cái tim. Nhưng thực sự nguyên nhân mà bệnh tim nó không phải là từ cái tim, mà nguyên nhân của bệnh tim á là từ cái phần giáp của cô hay là cái phần gì trong cơ thể của cô đấy mới sinh ra bệnh tim. Nhưng mà họ điều trị bên Tây y thì họ thường là bị cái gì thì xử cái đó. Nhưng cái phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động này thì nó tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ, căn nguyên để mà trị bệnh tận gốc, và nó rất là an toàn. Và một lần chúng ta sẽ dùng tổng hợp nhiều liệu pháp chứ không phải là dùng một cái liệu pháp đơn thuần. Thứ nhất là tìm căn nguyên để trị tận gốc, thứ hai là tổng hợp toàn diện và an toàn. Và vừa cái phương pháp này nó sẽ chậm hơn, nó chậm thấy hiệu quả, tuy nhiên nó có thể giúp cho mình duy trì, và nó từ từ thôi nhưng mà nó sẽ giúp cho mình là kết hợp giữa phòng bệnh và trị bệnh, thì chúng ta sẽ có sức khỏe bền lâu hơn, mặc dù nó sẽ chậm hơn ạ. Còn nó không, nó thường ít biến chứng, không có tác dụng phụ ạ, cho nên chúng ta không có lo về mặt trái của nó. Và đến năm ha, một trong những cái phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện bên chúng con đó là, đầu tiên là nguyên nhân gốc rễ là từ tâm tâm lý, thì chúng con thường dùng tâm lý trị liệu, đó là dùng tình yêu thương, lòng biết thực hành lòng biết ơn, thực hành Hobono và thực hành quy trình thiền khiêm hạ, thì chúng con sẽ làm tăng trưởng cái tình yêu thương lên. Thứ hai là phải chúng con dọn dẹp cơ thể bằng các cái phương pháp detox. Có rất là nhiều phương pháp detox mà chúng con đã từng được đào tạo qua, đó là
thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố đó, như từ đơn giản đến phức tạp. Từ đơn giản là ví dụ mình ăn ít mình cũng được, mình cũng dọn dẹp bản thân mình, hoặc là mình sẽ không ăn, uống nước có dinh dưỡng, hoặc là có thể đề tóc bằng phương pháp là ăn uống nước ép rau củ quả, hoặc là uống enzyme, hoặc là phương pháp nhịn ăn gián đoạn, nhịn ăn có uống nước. Và cuối cùng là phương pháp cao nhất hiện nay chúng con đang thực hiện, đó là phương pháp nhịn khô, nhịn tổng hợp và ăn thực dưỡng. Đó, thì cái đó là một cách detox, dọn dẹp cơ thể. Ai phù hợp với đối tượng nào, đối tượng nào phù hợp với phương pháp nào thì chúng con sẽ tư vấn rất là kỹ để chúng ta có một cái giải pháp phù hợp cho từng cá nhân người thương ạ. Và nhóm thứ ba đó là phương pháp trị liệu bằng đông y hay là vật lý trị liệu. Ví dụ người thương mà bị cơ xương khớp hay bị liệt hay là bị teo cơ hay là bị rất là nhiều cái liên quan đến cần thiết phải dùng các cái châm cứu hoặc là dùng các cái xoa bóp ấy, xoa bóp bấm huyệt ấy, thì trật đã cuộc sống hoặc là gì đó liên quan đến đến phần mà đông y vật lý trị liệu thì có giải pháp về vấn đề này. Và đặc biệt một trong những thành phần của phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện này đó là dinh dưỡng trị liệu. Dinh dưỡng trị liệu là chúng con chia ra làm hai mảng. Mảng thứ nhất đối với người bình thường đó là thực dưỡng cân bằng, thuần tự nhiên và tiết thực. Đối với người mà bị bệnh nan y, những cái người mà đã cơ thể nó đã mất cân bằng quá lâu thì chúng con phải phục hưng bằng phương pháp thực dưỡng Osawa. Đó, thì có ăn chậm nhai kỹ, rất là nhiều phương pháp thực dưỡng ở trên thế giới hiện nay, ví dụ như ăn thô nè, phương pháp rau vegan nè, phương pháp keto của Nhật nè, rất là nhiều phương pháp, thì đó cũng được gọi chung là thực dưỡng, có nghĩa là mình ăn những thức ăn mà mình có thể dưỡng thân dưỡng tâm là gọi là thực dưỡng. Thì chúng con có nhiều phương pháp, mà phương pháp chủ yếu hiện nay đó là phương pháp thực dưỡng Osawa và thực dưỡng cân bằng, là có hai giải pháp mà chúng con đang thực hành hiện nay, ăn tiết thực nữa. Và cái giải pháp thứ năm đó là thiền yoga trị liệu. Thì cái thiền đầu tiên mà trước khi bước vào thiền là chúng con học luyện thở đúng, hay là tập khí công, hoặc tập yoga, thể dục dưỡng sinh. Thiền thì có nhiều mảng lắm, thiền nhân điện, rồi thiền kim cang, rồi rất là nhiều mảng. Thì ai phù hợp với phần nào thì sẽ dùng phần đó. Và đặc biệt là sống biết ơn, sống tỉnh thức, thì thuộc cái nhóm này. Và cuối cùng là nếu như các cái giải pháp khác mà tỏ ra mà nó không có hiệu quả thì chúng con buộc phải dùng trợ phương. Trợ phương ở đây là những phương pháp Osawa, có thể là ví dụ đau bụng sẽ dùng cái gì, sắn dây tamari, hay là dùng mua muối chanh muối, hoặc là bị rít cắn thì dùng cái gì, hay là bị, tức là rất là nhiều cái cần phải cấp bách á, cần phải dùng trợ phương thì chúng con sẽ dùng trợ phương. Hoặc là nhiễm hàn, nhiễm lạnh là tụi con phải dùng hơi ngải cứu hay cái gì đó. Nói chung tất cả đều được gọi là trợ phương. Đó, trợ phương bằng thực dưỡng, trợ phương bằng đông y. Như vậy thì trước khi đến với rừng gọi là chúng con đã thực hành tất cả những phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện bằng các phương pháp thuần tự nhiên này rồi. Đã có cái bề dày kinh nghiệm là từ khi chúng con thực hành, đó là năm 2012. Là bắt đầu là thực hành rồi, trải nghiệm rồi và trị liệu hiệu quả trên mình, bản thân mình và gia đình rồi. Đến năm 2018, sau 6 năm thực hành rất là hiệu quả, theo dõi số liệu trên người thương, thì chúng con mới bắt tay mở công ty, mở ra cái trung tâm, như vậy là công ty chăm sóc sức khỏe toàn diện bằng các phương pháp thường tự nhiên. Và đến năm 2021 á, thì trong quá trình đợt dịch á, thì trong quá trình tìm tòi học hỏi thêm các cái giải pháp tốt hơn nữa, thì chúng con biết đến rừng gọi. Và từ ngày biết đến rừng gọi thì chúng con thực hành trải nghiệm trước và thấy kết quả nó rất là lợi lạc, và nó cũng rất là ít tốn kém cho những cái khách hàng đến với mình. Thì chúng con đã phát tâm đi theo rừng gọi cho đến thời điểm này. Và cái công ty của hai vợ chồng con sẽ hắn lập nên ấy, thì tạm dừng để con bước vào con dùng rừng gọi. Không phải là dừng, nhưng mà nó nhỏ lại ấy. Nó nhỏ lại, con đưa về nhà và con trả mặt bằng lại cho người ta, và con làm nhỏ lại hơn để duy trì thôi, chứ không có ước mơ là mở rộng mở chuỗi giống như khi thành lập nữa.
và khi thực hành quá trình nhịn khô và thực hành 7T của đường gọi thì con cảm thấy là biết đủ rồi và chuyển hướng chứ không có bươn chải, sẽ rất là càng công ty càng lớn càng đông á, thì người người vận hành người điều hành nó càng thấy không không có thời gian cho bản thân mình ạ. Thì chúng con sẽ làm cho nó nhỏ lại và chúng con đồng hành cùng đường gọi cho đến ngày hôm nay. Dạ. Thì hiện tại là chúng con đang thực hành phương pháp thực hành và hướng dẫn người thương thực hành là phương pháp nhịn khô và liệu pháp 7T của đường gọi. Và một trong những liệu pháp 7T thì người thương nào có thể cho con biết kể ra các T không ạ? Kể ra các T mà người thương được biết à? Là gồm có những T nào ạ? Kể để mình nhớ ạ. Con mời người thương ạ. Người thương đã được biết là phương pháp 7, liệu pháp 7T đó là gồm có T gì ạ? Tên của cái liệu pháp thôi ạ. Bảy T gồm có tính, thực, tập, thở, thiền, hương, thiền, thiền hương. Dạ. Tín. Tín. Tín là gì nữa? Tập, thực, thực. Rồi. Thiền. Thiền. Hương. Hương. Thiếu một tê ạ. Dạ. Người thương có thể tương tác à? Tương tác xuống, người thương có thể đánh xuống à? Người xưa, người thương tương tác bằng ngôi chat đấy ạ. Dạ, người thương đánh xuống nhâm chat chứ bạn. Thức. Dạ, có mời người thương tương tác xuống ngôi chat để cho con được biết là người thương đã nắm được bao nhiêu tê trong số 7T này rồi ạ. Người thương tương ta hoan hỷ tương tác đi ạ. Thấy người thương tham gia thành lập đường gọi nhiều nhiều người lắm rồi mà không chưa thấy ai tương tác hết, chưa có thấy ai ghi xuống. Rồi, tín thức thực tập thiền thiên thương, tín thức thực tập thiền thiên thương. Ha, tuyệt vời quá. Vợ chồng người thương Thanh Thảo Khanh Thảo là thuộc bài quá ạ. Dạ. Theo thứ tự luôn ạ. Rồi biết ơn người thương ạ. Dạ, yeah, chính xác hoàn toàn. Cảm ơn người thương tài nha. Yeah, người thương tài mà thuộc cho vợ luôn. Người thương tài thuộc thay cho vợ. Dạ, yeah, cảm ơn người thương Hoàng Trư ạ. Người thương Thảo, người thương Khanh ạ. Đầu tiên là tín, thứ hai là thức, thứ ba là thực, thứ tư là tập, thứ năm là thiền, thứ sáu là thiên, thứ bảy là thương. Vậy thì con... cái lĩnh vực 7T này con xin sư thuật ấy, thì để giảng giải cho người thương sâu hơn về cái 7T thì cần có sự tương tác và sư thực là người sáng lập phương pháp liệu pháp 7T thì sẽ chia sẻ cho quý người thương. Sau phần này thì con sẽ đến phần cơ sở khoa học của phương pháp nhịn khô thì con sẽ chia sẻ tiếp ạ. Dạ chị Hờ ơi. Dạ. Dạ chị Hờ, thầy có bao nhiêu phút chia sẻ 7T này chị Hờ nha? 7T 7 phút thôi thầy. Dạ không, bây giờ là 9 giờ nha. Thì dạ. Tầm 9 giờ 15 được không thầy? Dạ, dạ, dạ. 9 giờ 15. Thì bây giờ là 9 giờ đúng không ạ? Thì dạ. Thầy chia sẻ trong 15 phút, có nghĩa là mỗi tơ 2 phút đúng không? Dạ, dạ. Rồi mỗi tơ 2 phút. Rồi mời người thương chúng ta hoan hỷ tương tác với thầy đi. Là người thương mong muốn thầy chia sẻ cái tơ nào nhiều nhất ạ? À? Tùy theo cái tơ nào nhiều nhất thì thầy sẽ dành nhiều phút hơn cái tơ đó ạ. À. Thì người thương mong muốn thầy chia sẻ tơ nào nhiều nhất ạ. À. Mà mong muốn nghe tơ nào vui lòng đánh xuống ạ. À. À, dạ, người thương mong được nghe tơ nào nhiều nhất ạ. À. Vừa rồi thì cái đợt trước thì có người mà muốn nghe tơ thương, có người thì muốn nghe tơ thiền, có người thì muốn tơ thiên. Thì đợt này là người thương mong muốn nghe tơ nào. À, như vậy thì nghe chia sẻ hết thầy ơi. Và như vậy thì thầy bắt đầu chia sẻ nha. 9 giờ 15 là trao trả lại cho chị Hờ nha. Dạ, có thể đi chị Hờ có thể đi uống nước thôi nha. Dạ, dạ con ngồi đây luôn thầy, con ngồi đây con nghe. Dạ vâng, người thương có nghe được thầy chưa ạ? Người thương có nghe được chưa? Nghe rồi. Dạ nghe ha. Rồi thưa với người thương thì chúng ta biết rồi đó, chị Hờ có chia sẻ rất là rõ rằng chúng ta khổ bệnh là vì chúng ta
cái cuộc đời này á, là nó rất là tuyệt vời. Cứ cái cuộc đời này nó luôn luôn vận động và chuyển biến không ngừng. Trong từng hơi thở đi vào, đi ra, ta không còn là ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ cứ không có biết rằng là một hơi thở đi vào mà chúng ta không thở ra là chúng ta không còn sống nữa. Cho nên là chúng ta cứ bám vào nhiều thứ lắm. Chúng ta bám vào cái thân này, rồi chúng ta bám vào cái người thương của chúng ta bám vào cái tài sản như vậy á. Cho nên là chúng ta cứ khổ thôi. Cho nên cái tín này nó rất là quan trọng, nó giúp cho ta có một cái chánh kiến. Mà cái chánh kiến này là gì? Cái chánh kiến này chúng ta phải chứng ngộ cái khổ ở trên cái cơ thể của chúng ta. Người thương nào mà có những cái khó khăn, những cái nỗi khổ niềm đau thì đó là một cái bài học rất là tuyệt vời. Và xin chúc mừng cho người thương, là người thương nào cũng không không có những cái khó khăn thì cũng là xin chúc mừng. Tất cả cái điều đó nó liên hệ đến cái sự mà khổ đau cũng như là cái buồn á, nó sẽ nuôi cái sen của chúng ta. Như vậy thì nhờ cái khổ đau đó, nhờ cái lạnh giá ấy, nhờ cái đói mà chúng ta thực hành nhịn ăn như vậy, thì đó là nó giúp cho chúng ta có một cái tuệ. Cái tuệ này gọi là cái tuệ giải thoát. Vì sao ạ? Vì nếu mà chúng ta không có cái tuệ này thì chúng ta cứ trôi lên trên cái biển bờ khổ như vậy. Cho nên cái tín này nó rất là quan trọng đó, nó giúp cho chúng ta có một cái chánh kiến. Chánh kiến này nó giúp cho chúng ta thấy đời này là vô thường, mà vô thường này nó trong từng hơi thở đi vào, mình không phải là mình nữa. Một hơi thở đi vào là mình đã vay mượn vũ trụ, vay mượn thiên nhiên đất trời. Và trong hơi thở ra thì hàng triệu tế bào mới được sinh ra, và nhường chỗ cho đó, một hơi thở vào thì hàng triệu tế bào được chết đi, nhường chỗ cho hàng triệu tế bào mới được sinh ra trong hơi thở ra. Như vậy thì chúng ta chứng kiến được cái sự vô vô thường đang diễn ra trong từng hơi thở của chúng ta, và chúng ta không còn một cái ngã nào riêng biệt. Nếu là có một cái ngã nào riêng biệt thì chúng ta phải là làm chủ cái điều đó chứ. Bây giờ cái bệnh rồi cái cơn đau lên trên thân của chúng ta không kiểm soát được thì làm gì có cái ngã ở đây. Cho nên chúng ta biết rằng ta không phải là ta thì mới đích thực là ta. Thì đó là cái chánh kiến đầu tiên, chúng ta phải có một niềm tin ấy. Người thương có niềm tin đó chưa ạ? Người thương nào nghe thầy nói như vậy thì chúng ta có một niềm tin rằng là mình không có một cái ngã riêng biệt. Nếu mà chúng ta có niềm tin ấy thì vui lòng. Vui lòng là chấp nhận, có nghĩa là vui lòng là không có phản đối. Thì nếu mà không có phản đối thì vui lòng là đánh số 3 cho thầy. Còn nếu mà người thường đánh số 4, hồi nãy số 3 rồi, đánh số 4 cho thầy. Còn nếu mà người thương nào phản đối thì vui lòng là đánh số 0 ạ. À. Đánh số 0 có nghĩa là không tin đó. Đó, còn đánh số 4 có nghĩa là tin ạ. À. Thì người thương nào có ai đánh số 0 không? Nếu mà có ai đánh số 0 là cái nghĩa là mình nhận rằng là mình không có một cái mình có một cái ngã riêng biệt. Đó, và như vậy thì và mình chấp nhận rằng là cái cơ thể này nó tồn tại mãi mãi với mình. Và cái hơi thở này là của mình chứ không phải là của thiên nhiên, của đất trời. Có người thương nào không ạ? À? Rồi như vậy thì tất cả mọi người đều có niềm tin như vậy, đó là điều tuyệt vời. À, người thương ơi, xin mời người thương nha. Vì chúng ta tin như vậy cho nên chúng ta phải hành động. Thì chúng ta phải hành động rằng là vì vô thường cho nên chúng ta thương nhưng mà lòng chẳng vắng vương. Chúng ta cứ sống an vui với hiện tại thì hạnh phúc mãi theo ta. Như vậy thì chúng ta thấy đó, chúng ta là thiên nhiên, chúng ta là thân tứ đại này và chúng ta là tâm thức này. Như vậy là thân tứ đại này nó có đất, có yếu tố của nước, có yếu tố của lửa, có yếu tố của gió. Và yếu tố của lửa là cái hơi ấm của chúng ta, yếu tố của gió là cái hơi thở chúng ta vào ra, đó là khí. Và yếu tố của đất là chúng ta thấy cái thân tứ đại của chúng ta đi tắm á, chúng ta kiện cả là chúng ta ra hàng hàng loạt những cái tế bào chết ở trên cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta tắm. Đó, rồi chúng ta thấy không? Đó là rất là điều tuyệt vời. Và cơ thể của chúng ta 75% là nước, nhất là cái đôi mắt này nó là 95% là nước. Cái tế bào nước nó rất là tuyệt vời. Cái tế bào nước của chúng ta học được cái thông điệp của nước rồi, đó là đón nhận cái tín hiệu của môi trường, đón nhận cái tín hiệu của tâm thức, của tâm ý của chúng ta, và nước được thanh lọc. Như vậy thì cơ thể này nó sẽ được thanh lọc khi mà cái niềm tin của chúng ta có cái niềm tin mà chân chánh như vậy, và chúng ta có một cái tác ý thiện lành thì nước trong cơ thể chúng ta cũng được thanh lọc. Do vậy cho nên là thầy cũng như là tất cả các chuyên gia, từ chuyên gia Huệ, chuyên gia Hưng, chuyên gia Ngọc, chuyên gia Thủy đều luôn luôn nhắc cho người thương rằng là chúng ta phải nâng cái ly nước lên, chúng ta phải nâng cái thức ăn lên để chúng ta nói chuyện với nước và chúng ta thanh lọc nước trong cái sự cầu nguyện ấy. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Thì đó là một niềm tin chân chánh, nó không có hờ mù quáng, nó không có hờ mơ tín, nó không có hờ tà ma gì ở đây. Và nhà khoa học là Emoto đã chứng minh rồi trong cái thông điệp của nước, trong cái mà cái cuốn gọi là The Power of the Water, hay là sức mạnh của nước, nó như vậy. Thì đó là rất là tuyệt vời. Để chúng ta không hiểu thì chúng ta cứ đọc thêm mà chúng ta sẽ biết, đọc cái cuốn thông điệp của nước thì đó. Và chúng ta biết rằng thiên nhiên có khả năng tự chữa lành, cái dòng sông nó tự chữa lành. Nếu mà chúng ta không có ô nhiễm, không có đầu độc dòng sông,
cái khu rừng chúng ta đỡ cái khu rừng tự nhiên, cái khu rừng nguyên sinh nó cũng sẽ được phục hồi, nó gọi là dynamic succession, có nghĩa là nó có dưỡng thớ một cách tự nhiên như vậy. Và như thế rằng cơ thể chúng ta nó đang có một dòng sông khí huyết, nó bị ô nhiễm, nó bị làm máu bị bẩn như vậy, thì chúng ta cứ nghỉ ngơi đi. Giải Nobel 2016 đã nghiên cứu rồi, khi mà chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta không có đưa cái nước bị ô nhiễm, chúng ta không đưa thức ăn bị ô nhiễm, chúng ta tâm ý của chúng ta không bị ô nhiễm, không có tiết ra những cái ý mà ác ý như vậy, thì cơ thể chúng ta nó sẽ được thanh lọc, cái nước ở trong cơ thể chúng ta, máu chúng ta nó sẽ được làm sạch. Khi mà không đưa dinh dưỡng vào thì 14 tiếng đồng hồ như vậy, thì cái cơ thể chúng ta nó kích hoạt được một cái cơ chế gọi là autophagy. Thì đó là một cái niềm tin trong chánh mà nó rất là khoa học, mà khoa học này là khoa học của thiên nhiên và khoa học hiện đại của thế giới đã nghiên cứu và đã chứng minh rằng là trong cái giải Nobel 2016 như vậy. Cho nên một lần nữa thầy xin chúc mừng tất cả người thương của chúng ta đang có một cái niềm tin rất là đúng, và không có ai phản đối với cái niềm tin này hết. Xin chúc mừng người thương. Đây là cái chữ tơ đầu tiên, đó là tín. Chữ tơ thứ hai á, là trong cái giải Nobel 2017 là tiếp nối cái giải Nobel 2016, đó là chúng ta có một cái cơ chế gọi là cái cơ chế sinh học á. Con người của chúng ta là thiên nhiên, do vậy cho nên chúng ta sống trái với luật tự nhiên thì chúng ta có bệnh. Như vậy thì bây giờ là chúng ta sống với thuận tự nhiên thì chúng ta không có bệnh thôi. Mà thuận tự nhiên là như thế nào? Chúng ta hãy thức dậy sớm cùng với mặt trời, chúng ta có mặt cùng với mặt trời, và chúng ta biết rằng từng cái nhịp điệu sinh học trong cơ thể của chúng ta nó kết hợp cùng với nhịp điệu sinh học của đất trời. Và cái khung mà 3 giờ đến 5 giờ là cái khung tuyệt vời nhất, là phổi của chúng ta được thanh lọc, phổi của chúng ta được làm việc một tuyệt vời nhất trong cái khung thời gian 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Đó là lý do nhiều vị thiền sư, đó là lý do các chùa là khuyến khích là những cái thiền sinh thức dậy từ 3 đến 5 giờ để chúng ta cùng nhau ngồi thiền, để chúng ta cùng nhau thải những cái tán khí ở trong cơ thể chúng ta ra, để chúng ta đưa những cái dưỡng khí đó vào. Và nhất là những người có vấn đề bệnh, nhất là những người có vấn đề về ung thư. Và đó là lý do tại sao mà rừng gọi khuyến khích người thương dậy 4 giờ, đỡ 4 giờ 15, 4 giờ rưỡi chúng ta vào trong Zoom, rồi chúng ta cùng nghe thông điệp buổi sáng, cùng nhau ngồi thiền, cùng nhau tập thể dục dưỡng sinh, cùng nhau giao tiếp với chuyên gia như vậy. Đỡ rồi 5 giờ 45, 6 giờ chúng ta kết thúc, đỡ chúng ta ra, đỡ chúng ta tắm nắng, chúng ta có mặt cùng với mặt trời. Đỡ rồi chúng ta đón cái ánh nắng huy hoàng, ánh nắng bình minh, chúng ta đón giọt sương còn đọng trên lá, chúng ta thả lòng mình ra như vậy, thì đó là cái điều tuyệt vời. Chúng ta sống như vậy là đó là sống với cái nhịp điệu sinh học của đất trời. Cái giải Nobel 2017 đã nghiên cứu và đã chứng minh cho ta điều đó. Và nhất là cái khung giờ, mà cái khung mà từ 10 giờ cho đến 12 giờ đó là cái khung mà chúng ta cần phải được nghỉ ngơi, cho gan chúng ta được nghỉ ngơi, rồi bắt đầu là từ 12 giờ trở đi là gan bắt đầu thải độc. Thì chúng ta cần phải nghỉ ngơi đi. Bây giờ là chúng ta vẫn tiếp tục làm việc, rồi là 10 giờ đến 12 giờ cũng không nghỉ ngơi, mà nhất là cầm cái điện thoại, rồi là vào lướt web, rồi vào là nhắn tin, hoặc là vào là xem thời sự, hoặc là vào Facebook như vậy. Chúng ta không có chịu ngủ. Và nhất là chúng ta đang có một cái ánh sáng ảo của cái điện thoại đó, hoặc là TV đó nó đưa ra. Như vậy thì nó là cái ánh sáng đó là ánh sáng ảo. Và cái bộ não của chúng ta nó nhận tín hiệu đó, nó tưởng ra là chúng ta vẫn còn là mặt trời. Nó vẫn còn mặt trời, như vậy là chúng ta nó cản trở và nó tiết ra một cái hormone, nó không có cho chúng ta ngủ như vậy. Thì cuối cùng chúng ta làm đảo lộn cái nhịp sinh học trời và cái những cái bệnh nó từ đó. Và nhất là khi chúng ta thức khuya như vậy và chúng ta dùng điện thoại như vậy, thì tất cả những cái sóng điện trường của cái sự mà bất an, lo lắng, sợ hãi của vũ trụ này nó đang nằm trong đó, nó tỏa ra cho chúng ta, và chúng ta bị bệnh từ đó. Và cái hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta nó cũng bị suy yếu từ đó. Và cái điện thoại này nó là con dao hai lưỡi. Cái sóng điện thoại này nó là con dao hai lưỡi. Cái sóng wifi này nó là con dao hai lưỡi. Nó là rất là tuyệt vời, nhưng mà nó cũng rất là sắc bén để nó có hại chúng ta. Cho nên chúng ta phải làm chủ cái việc này. Đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Chúng ta thức dậy sớm đồng nghĩa là chúng ta cũng phải đừng quá thức khuya. Và chúng ta phải sống theo cái nhịp sinh học đó. Và nhất là buổi sáng chúng ta phải ra thiên nhiên, khi mà vào Zoom rừng gọi 6 giờ xong, chúng ta phải ra với thiên nhiên để chúng ta tắm nắng. Đó là rất là quan trọng. Rồi tiếp theo là cái thực, đó là cái thực dưỡng. Thực dưỡng chúng ta có nhiều cấp độ. Thực dưỡng chúng ta chưa có biết ăn chay thì chúng ta phải ăn chay tiếp thực lại, chúng ta ăn màng ít lại. Và nhất là những cái vấn đề là đường tinh luyện, rồi bơ, rồi sữa, những cái vấn đề sản phẩm công nghiệp chúng ta phải giảm lại. Rồi chúng ta từ từ đến cái vấn đề mà mình ăn tiết thực, rồi mình dẫn đến là ăn thực dưỡng bằng cách ăn chay thực dưỡng đó. Và quan trọng nhất là gì? Chúng ta phải tuyệt thực định kỳ để chúng ta hãy thải độc hết tất cả những cái gì nó đang còn lại trong cơ thể chúng ta. Qua từng thời kỳ như vậy thì cơ thể chúng ta tích lũy sâu những cái độc tố nó nằm trong tế bào,
nhất là những cái người mà có vấn đề về ung thư, những cái người có vấn đề và trầm cảm. Thì như vậy thì những cái độc tố nó ở sâu trong cái cấp độ máu chúng ta, nó ăn sâu vào bên trong rồi, đến cái tủy, đến xương của chúng ta rồi. Như vậy cho nên chúng ta cần phải được mà dành thời gian cho cơ thể chúng ta, kết hợp với cái việc thực dưỡng. Thực dưỡng này cái nguyên nhân chính của nó là cái vấn đề ăn và đường miệng. Nhưng mà thưa quý vị, thực dưỡng của chúng ta nó không chỉ là đường miệng đâu ạ. Thực dưỡng này nó còn là qua các cái giác quan của chúng ta. Chúng ta ăn hình ảnh qua mắt, chúng ta ăn qua âm thanh của tai, chúng ta ăn qua làn da này ở bằng cái sự tiếp xúc và bằng cái sự xúc chạm, và chúng ta ăn bằng cái tia nắng, ăn bằng cái hơi không khí đi qua làn da của chúng ta, ăn bằng cái nước đi, cái hơi sương đi qua làn da của chúng ta, và quan trọng nhất là chúng ta ăn bằng cái tâm ý của chúng ta. Những cái gì chúng ta tiết ra, những cái suy nghĩ của chúng ta, đó là cái thức ăn của chúng ta mà Phật gọi là tư niệm thực. Và quan trọng nhất là cái từ trường, cái năng lượng, cái từ trường xung quanh của chúng ta, môi trường chúng ta sống đó cũng là một cái thức ăn. Do vậy cho nên chúng ta là những con người tỉnh thức, chúng ta phải cẩn thận với những thức ăn mà môi trường xung quanh đưa vào chúng ta. Và quan trọng nữa đó là cái tâm ý của chúng ta. Một tâm khởi lên là trùng trùng duyên khởi, một tâm của chúng ta thiện lành mà chí thành, là chí thành chí tâm, là nó sẽ linh ứng và nó sẽ câu thông hết tất cả những cái điều màu nhiệm của vũ trụ đã đến chúng ta. Và ba ngày đầu xuân của chúng ta đã thấy cái sự linh ứng màu nhiệm đó rồi. Bác sĩ Hưng thì là được lời thì cởi tấm lòng, còn chị Hở thì tạo dựng được một cái môi trường mà rừng gọi Đắk Lắk là một cái môi trường mà đỡ cho người thương đã trở về được nương tựa, và đó là một cái nơi đỡ ấm áp, một cái nơi người thương vờ đỡ rồi, không còn những cái lạnh lẽo, những không còn những cái băng giá, không còn những cái đau đớn của cái cuộc đời này nó vùi dập chúng ta nữa. Và vờ với rừng gọi, vờ với một cái môi trường chẳng hạn như rừng gọi Đắk Lắk hay là rừng gọi Cát Tiên đi, chúng ta giống như được một cái phao cứu sinh. Và rất là nhiều người đã báo cáo rằng là chúng ta được hồi sinh khi đến với rừng gọi, và chúng ta đã thấy có đường đi thì không còn lo sợ nữa. Chúng ta là một cái kim chỉ nam, chúng ta như là những cái con người đang lên chìm nổi trên một cái bờ khổ như vậy, giữa muôn trùng sóng vỗ. Chúng ta không biết đi đâu vờ đâu giữa muôn trùng sóng vỗ. Và như vậy bây giờ chúng ta đã đến rừng gọi, chúng ta có một cái liệu pháp nhịn khô bảy tơ, thì coi như chúng ta đã có một cái kim chỉ nam. Chúng ta thấy một cái ngọn hải đăng như vậy, chúng ta thấy tuyệt vời không? Giữa cái bờ khổ như vậy và chúng ta đang lo, đang sợ. Bây giờ chúng ta thấy ngọn hải đăng, chúng ta có la bàn thì chúng ta sẽ biết đi đâu vờ đâu giữa muôn trùng sóng vỗ, giữa một cái bờ khổ như vậy. Thì chúng ta thấy tuyệt vời không? Thì đó là cái tinh thần mà chúng ta sống được như vậy. Thì chúng ta sẽ tiêu trừ hết rất là nhiều bệnh tật. Và khi mà không còn lo, không còn sợ nữa thì cái sự chữa lành kỳ diệu nó bắt đầu diễn ra. Đó là cái điều tuyệt vời. Xin chúc mừng tất cả người thương của chúng ta là đang có được cái điều này, và đó là cái điều mà thực dưỡng là như vậy. Nên chúng ta phải cẩn thận những cái gì chúng ta tiêu thụ qua ánh mắt, qua tai, qua lời nói, qua miệng của chúng ta bằng đường ăn và đường uống, và quan trọng nhất là qua cái tâm ý của chúng ta và cái môi trường những con người chúng ta tiếp xúc. Và đó là lý do tại sao mà trong kinh đó, Phật luôn luôn khuyến khích người thương chúng ta thân cận với những cái vị thánh tăng, thân cận với những cái vị thiện tri thức, đó là để chúng ta được nuôi dưỡng, được trị liệu. Còn nếu không thì chúng ta thân cận những cái người mà chỉ trích, những cái người phán xét, những cái người năng lượng thấp, những cái người đầy rẫy những cái bệnh đau như vậy, thì chúng ta mà người mà chưa tu tập chưa sâu á thì chúng ta sẽ bị dính mắc liền đó. Như vậy đó là cái thật. Rồi tiếp theo là cái tập, thì người thương đó thực hành rồi, người thương cái này là rất là dễ. Tập này là tập thở, thở đúng thôi. Và trong cái quá trình nhịn ăn thì chúng ta phải tập công phu no, thì hàng buổi tối như vậy. Tối nay thì chúng ta là học cái cơ sở như khoa học rồi. Còn tối ngày mai trở đi thì Lương Y Thủy tiếp tục để mà hướng dẫn cái công phu làm no như thế nào, chúng ta thở đúng như thế nào và thở khí công ra sao để chúng ta vượt qua cái cơn đối ảo. Đó là điều tuyệt vời. Còn bình thường chúng ta không có nhịn thì chúng ta cũng phải tập thở đúng để chúng ta lấy cái dưỡng khí oxy đi vào, để chúng ta lấy cái sinh khí của đất trời, chúng ta nuôi dưỡng cơ thể. Chúng nhất là những người có vấn đề về ung thư là chúng ta phải đưa đủ khí oxy vào để chúng ta ống hết tất cả những cái độc tố và để chúng ta đốt những cái chất mà dư thừa trong cơ thể, nhất là khối u đó. Và như vậy, và cái oxy đó nó kết hợp với cái khối vật chất của chúng ta để nó đốt đi, rồi nó tạo thành nước tiểu, rồi nó tạo thành cái nước để mà chúng ta đi ra, nó có những cái cạn bã như vậy. Đó là điều tuyệt vời. Rồi tập chúng ta tập tập tiết thực, rồi chúng ta tập, nhất là trong quá trình nhìn đang thì chúng ta tập gọi là tiết nước bọt ra, chúng ta nhai lại, chúng ta tiết và nhai nước bọt như vậy. Đó là cái công phu chống khát. Và khi mà không có nhịn ăn thì chúng ta cũng phải nhai, gọi là ăn thức ăn và uống thức uống. Thức ăn chúng ta cũng phải nhai và thức uống chúng ta cũng phải nhai.
đó rất là quan trọng. Và cái nước bọt này nó rất là màu nhiệm, nó là cái ngọc dịch của chúng ta, nó là cái cam lồ, cho nên chúng ta nó là một cái thuốc thần. Chúng ta phải biết sử dụng nước bọt này để chúng ta sử dụng nó mà đừng có uổng phí, nhất là đừng có nhả nước bọt ra. Đó là cái điều rất là quan trọng. Và trong quá trình mà thanh lọc, quá trình gọi, chúng ta sẽ học được điều này. Và tiếp theo nữa là cái tư thế đúng. Chúng ta làm thế nào để mà chúng ta có một cái tư thế đúng, nhất là cái cột sống này. Cái cột sống này, cái cột này để nó nuôi sống chúng ta, nó là một cái khung để nó giữ cái ngôi nhà, thân tâm của chúng ta. Thế vậy mà rất là nhiều người không có biết cách để mà giữ cái tư thế đúng. Do vậy cho nên trong quá trình mà đến với trường gọi, quý vị được học và thực hành đúng, làm thế nào chúng ta được giữ cái tư thế cột sống đúng. Những người nào được vẹo cột sống, những người nào mà có vấn đề mà cột sống nó không ổn, thì thầy cũng như là bác sĩ Hưng, Lương Nghi Thụy cũng sẽ hỗ trợ người thương để chúng ta điều chỉnh lại, nén chỉnh cái cột sống hoặc là tác động cột sống như thế nào để người thương trở về một cái tư thế cột sống đúng. Đó là như vậy. Và đặc biệt là những cái động tác hỗ trợ, tập thể dục dưỡng sinh, thiền lạy khí công như thế nào để chúng ta giúp chúng ta trở về một cái năng lượng quân cho cái cột sống này đó. Và quan trọng nhất nữa là chúng ta tập thể dục dưỡng sinh. Tập thể dục dưỡng sinh tùy theo người thương sẽ sử dụng những cái vận động nào cho nó phù hợp, đi bộ, thiền hành, hay là chúng ta tập các động tác lưu thông khí huyết, các động tác nó lưu thông các cái giao lộ của chúng ta. Đó là như vậy. Chúng ta có thể là chúng ta bơi, khi mà chúng ta trở về với đời sống bình thường rồi thì chúng ta có thể là kết hợp đi bộ rồi là bơi, rồi chúng ta những cái động tác khí công yoga nó phù hợp, hay là đạp xe, hoặc là chúng ta nếu mà chúng ta vẫn thích múa hát thì chúng ta hãy đừng có hát những cái bản nhạc tình sầu, chúng ta hát để mà chúng ta yoga cái miệng này, rồi chúng ta cười, rồi yoga cười, rồi chúng ta múa, rồi chúng ta như giống như cô Thành là thái cực quyền chẳng hạn, hoặc là có một số người là chọn là võ đó, trong các cái động tác là múa võ chẳng hạn, hay là múa kiếm, hoặc là múa quyền, hoặc là múa gậy đó. Thì đó là tất cả những động tác đó là mục đích để nó lưu thông khí huyết. Và quan trọng nhất là chúng ta hãy dùng cái đôi tay thần kỳ này, để cái đôi tay này là đôi tay năng lượng chữa lành. Chúng ta hãy dùng cái đôi tay này để vuốt ve, để massage cơ thể của chúng ta. Và đó là cái cách mà rất là tuyệt vời. Còn nếu mà người thương nào mà không thích mình tự làm thì đến với rừng gọi Đắk Lắk thì có con Duyên đó. Đó, em gái của anh Hưng đó có thể hỗ trợ cho người thương để dùng cái đôi tay mà ấm áp, cái đôi tay mà điêu luyện đó có thể hỗ trợ cho người thương trong cái quá trình mà trị liệu. Đó chẳng hạn là như vậy. Cho nên là chúng ta rất là có nhiều cái điều tuyệt vời khi mà quý vị đến với rừng gọi. Và quan trọng nhất là chúng ta cần làm thế nào để mà chúng ta giữ được cái tinh, cái thần của chúng ta. Mà muốn giữ được cái tinh, cái thần của chúng ta đó, giống như là Hải Thượng Lãng Ông á, đó là bớ tinh trữ khí tồn thần, thanh tâm quả dục mà là thủ chân luyện hình. Cho nên cái bớ tinh và tồn thần nó rất là quan trọng. Cho nên là trong cái quá trình mà chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta phải giữ được cái tinh, cái thần của chúng ta, và quan trọng là thần thái của chúng ta. Và khi mà một người mà thực tập đúng như vậy thì cái thần thái nó rất là tuyệt vời, nhìn là biết cái thần thái tuyệt vời liền. Và tiếp theo chúng ta quan trọng nữa là chúng ta phải tập thư giãn. Và cái quan trọng đỉnh cao nhất của rừng gọi là tập chết. Quý vị sẽ biết cái cách tập chết, thiền chết như thế nào để rồi chúng ta chết bình an thì chúng ta mới sống hạnh phúc được. Và cũng như là hôm nay chị Hợ có chia sẻ quý vị đó, là cái sự sống được làm bằng sự chết. Một cái cây nó chết nó mục đi, nhưng mà chính là sự sống đang nảy sinh. Cho nên khi mà quý vị giống như vừa rồi đó chị Hợ, thầy hướng dẫn cho người thương tấn là chết đó, và thực tập thiền chết. Và lần đầu tiên là thì người thương tấn khóc và xin lỗi thầy, xin lỗi bố, xin lỗi mẹ, xin lỗi các con. Còn hồi giờ mà nếu mà không có giúp cho người thương tấn mà tập chết đó, là người thương tấn sẽ không có làm được điều này đâu. Cho nên cái chết nó rất là quan trọng. Cho nên chúng ta phải tập chết để rồi chúng ta khi mà chết thiệt á, chúng ta lòng không hối tiếc, ý không hôn mơ, chánh niệm trở về. Đó là điều rất là tuyệt vời. Chúc mừng tất cả những người thương của chúng ta hậu duyên với đến với rừng gọi và biết được cái điều này. Và như vậy thì còn lại thì thiền thì chúng ta biết rồi. Thiền với rừng gọi thì chúng ta thiền về niệm xứ, niệm thân, niệm tâm, niệm thọ, niệm pháp, rồi chúng ta sẽ học thôi. Và chúng ta thiền thì nó có hai cấp độ. Thiền chỉ là dừng lại, và thiền quán là chúng ta quán chiếu để chúng ta thanh lọc tâm. Và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta nảy sinh ra cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đỉnh cao nhất là cái trí tuệ vừa đạt đến vô thường, vô ngã và cái tương tức như vậy. Để rồi chúng ta không còn dính mắc, chúng ta sống và là bất động giữa dòng đời sôi động. Chúng ta sống mà không dính giữa dòng đời hoạn thính, tâm bất biến giữa dòng đời hoạn biến như vậy. Đó là cái tinh thần của thiền của rừng gọi. Và chúng ta thiền thì thiên nhiên, chúng ta sẽ có thiền lạy, chúng ta thiền tiếp xúc với đất mẹ, tâm tình với đất mẹ, rồi chúng ta thiền qua các cái giác quan để mà chúng ta đi vào rừng như thế nào. Và nhất là ngày cuối cùng đó, chị Hòa dẫn quý vị đi vào rừng, nếu mà ở rừng gọi Đắk Lắk, còn ở rừng gọi ở tại một số nơi
Như Cúc Phương thì thầy dẫn quý vị đi tham quan Cúc Phương hay là Cát Tiên. Còn ở chỗ An Hậu Viên sắp tới thì thầy chưa có khảo sát, chỉ ở đó thì có thể là Lương Thị Thủy sẽ dẫn cho người thương đi kết nối với thiên nhiên ở đó. Và quan trọng nhất là những nơi nào có rừng thì mình tắm rừng, và những cái ngày cuối cùng nơi nào có biển thì mình tắm biển, rồi mình thiền âm cây như thế nào đó. Những cái cây xanh trong rừng cũng biết thương yêu, ngàn cây lá hoa cho ta thật nhiều đó. Cho nên là chúng ta ôm cây cũng như là ôm người như vậy, và nhất là những người nào mà thiếu tình cảm á, thì chúng ta hãy ôm con người. Thì nhiều khi mà mình tu tập chưa tới là mình sẽ dính mắt, còn ôm cây thì mình khỏi sợ bị dính mắt, cho nên tuyệt vời lắm. Cho nên cái cây nó cũng có những cái rung động, cho nên chúng ta tập ôm cây trước khi mà ôm người nha, để cho chúng ta không có bị dính mắt chứ không là nguy hiểm đó. Rồi thì đó là những cái điều mà rất là tuyệt vời chúng ta cần phải thực hành. Và vấn đề là cuối cùng nữa là của rừng gọi là thương, cái tơ của rừng gọi là thương này nó rất là quan trọng. Cho nên thương trước hết là mình thương thân mình, mình thương cái thân này. Thân này nó có hai cấp độ, thương thương thân bên trong là nội thân, và thân bên ngoài là ngoại thân. Thân bên trong là đôi mắt này, đôi tai này, lỗ mũi này và trái tim này của chúng ta. Và chúng ta kết nối được với trái tim trong ta và trái tim mặt trời, và chúng ta kết nối được những điều kỳ diệu thiên nhiên trong ta với thiên nhiên ngoài ta. Và cái ngoại thân của chúng ta nó gồm có người mình yêu thương, nó gồm có những cái người xung quanh của chúng ta và muôn loài. Và khi mà chúng ta làm được như vậy rồi thì trong có ấm thì ngồi mới im, và chúng ta biết cách để mà bảo vệ thương yêu từng vùng tế bào của chúng ta, từng vùng cơ thể của chúng ta, và chúng ta trở về được với năm ngôi nhà ấy có cha có mẹ, ngôi nhà ấy có những cái người hôn phối của chúng ta là chồng là vợ là con, và chúng ta cũng nói được với những cái người thân thương của chúng ta. Và quan trọng nhất là chúng ta yêu thương đất nước của chúng ta hơn, yêu thương thế giới hơn, và đặc biệt là chúng ta yêu thương đất mẹ và yêu thương muôn loài. Thì đó là một cái tình thương. Khi mà tình thương của chúng ta mở rộng ra như là một cái đại dương mênh mông, chúng ta không còn là một cái hạn hẹp như là một cái dòng sông nữa. Và khi mà lòng của chúng ta mở ra rộng ra như biển Đông như vậy, thì chúng ta không có còn những cái khổ đau nào trên cuộc đời này có thể nhấn chìm chúng ta nữa. Một cái nắm muối á, những cái khổ đau trên cuộc đời nó như một cái nắm muối mà chúng ta bỏ cái nắm muối đó vào cái chén nước á, là chúng ta mặn lắm không uống được. Nhưng mà một cái nắm muối này chúng ta bỏ vào một cái biển thì chúng ta không có cái vấn đề gì hết, nó không có ảnh hưởng gì hết. Cha kêu như vậy, một cái nắm muối mà chúng ta bỏ vào một dòng sông lớn thì là nắm muối này nó vô nghĩa. Cái khổ đau trên cuộc đời này nó không chạm được đến những người có một cái tấm rừng mênh mông, nhất là những người mà bắt đầu năng lượng 500 trở lên rồi, thì đó là 540 trở lên rồi, thì đó là một cái tình yêu thương vô điều kiện. Mình cho đi nhưng mà không tôn tính, mình cho đi mà chẳng có tư lợi gì vào mình. Và cái tình yêu thương đó là năng lượng chữa lành một cách vi diệu. Dù có xa nhau đi chăng nữa mà chúng ta nhìn nhau, chúng ta gửi năng lượng cho nhau, chúng ta chỉ cần nghĩ đến nhau thì năng lượng đó là năng lượng chữa lành, đó là tâm thức chữa lành, rất là tuyệt vời. Xin biết ơn người thương đã lắng nghe, xin biết ơn chuyên gia Hưng Lương Y Thị và người thương đã lắng nghe thầy chia sẻ tối nay ạ. Xin biết ơn. Xin mời người thương họ chuyên gia họ tiếp theo ạ. Người thương có comment gì không ạ? Có phản hồi gì với thầy? Xin lỗi là thầy quá 4 phút nha. Con cảm ơn anh phần chia sẻ tuyệt vời của sư thực ạ. Và người thương sẽ có phần tương tác ở phía sau. Sau khi xong phần cơ sở khoa học của phương pháp nhịn khô thì người thương sẽ tương tác hỏi những điều nào cần hỏi ạ. Con xin cảm ơn sư thực và con tiếp tục chương trình. Trong cái 7T này thì chú ý người thương sẽ tùy theo người thương sẽ coi cái T nào là quan trọng nhất. Và mình xem lại xem mình thực hành bao nhiêu cái T trong cái 7T này, để mình coi lại trong cái cuộc sống hàng ngày của mình dành bao nhiêu thời gian trong một ngày, và trong một ngày đó mình đã thực hành được bao nhiêu chữ T. Và bây giờ là cái chữ T thứ ba, đó là chữ T thực ấy. Thì trong cái thực thì nó có là ăn tiết thực, nó có ăn thực dưỡng, và nó có là tuyệt thực, tức là bằng phương pháp nhịn ăn gián đoạn á, hoặc là nhịn ăn gián đoạn, hoặc là nhịn ăn tổng hợp, hoặc là nhịn khô. Thì một trong những cái phần của chữ thực thì con sẽ trong cái quy trình rừng gọi đều có cả, nhưng hôm nay con chỉ có chú tâm để chia sẻ cho người thương cái cơ sở khoa học của cái phương pháp nhịn khô ạ. Tại sao rừng gọi không chọn phương pháp khác mà là chọn phương pháp nhịn khô để dùng liệu coi như là một liệu pháp thanh tẩy một cách là chính của rừng gọi ạ. Khi nói đến rừng gọi là nghĩ ngay đến nhịn khô, mà khi nói đến nhịn khô là người ta giới thiệu rừng gọi ạ. Và người thương hãy nhìn trên màn hình. Vậy đây là cái hình, và trên cái bức hình này là phần thứ ba con muốn người thương tương tác.
phần đầu tiên người thương tương tác là cái hình mầm xanh sự sống đúng không? Cái hình thứ hai người thương tương tác là mình nằm trong nhóm người là 70 với 20, 79 với 20% là những người đang đang có ở đây. Đó là có nghĩa là 99% đấy. Và cái hình này là cái hình thứ ba mà con cần người thương tương tác. Vậy con mong người thương hãy tương tác giúp con xem cái hình này gửi đến chúng ta cái thông điệp gì ạ? Dạ, cái hình này gửi chúng ta cái thông điệp gì ạ? Dạ, mong người thương tương tác. Nếu người thương không tương tác thì con sẽ bỏ qua cái giải đáp cái hình này để cho người thương tự nhận ra. Con mong người thương tương tác để mà chúng ta hiểu cái tấm hình này thiếu chỗ nào tụi con sẽ bổ sung ạ. Dạ, con mời người thương Mai Yến ạ. Dạ, theo con nghĩ thì cái tấm hình này, cái thứ nhất là cái người đó là ăn uống bình thường. Thứ hai là người nè, thứ hai là ăn uống có chọn lọc. Người thứ ba là họ ăn chay. Người thứ tư là thực hiện cái phương pháp là nhịn uống nước. Người thứ cuối cùng là người đó là nhịn là không ăn, không uống gì hết. Thì cái năng lượng của cái những cái người mà ăn uống quá nhiều thì cái từ trường phát ra là màu đen. Còn cái người ăn uống mà có chọn lọc thì cái từ trường thì cũng có ánh sáng nhưng mà ít một chút. Còn người ăn chay thì từ trường nó sáng hơn một chút. Rồi cái từ người mà nhịn mà uống nước mà không ăn gì hết thì cái từ trường nó cũng sáng. Và cái cuối cùng là cái người nhịn khô thì cái từ trường ở trên hào quang ở trên đầu gực gỡ. Mà con nói vậy không biết đúng không cô? Dạ, con biết ơn người thương ạ. Dạ, hoàn toàn chính xác rồi ạ. Nhưng mà mình có thể nói rõ hơn một chút không ạ? Chúng ta chú tâm tới cái hình xoắn ốc ạ. Và cái hình tròn tròn ở trên đó là tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ ạ. Thì chúng ta nói rõ hơn, chúng ta sẽ... Nếu mà cái hình tròn ở trên là năng lượng của vũ trụ thì cái người mà nhịn khô sẽ nhận được nhiều cái năng lượng vũ trụ hơn so với những cái phương pháp khác. Dạ, rồi, con biết ơn người thương ạ. Rồi, con mời một người thương khác, một người thương nào biết tiếng Anh ạ? Tương tác cho con thì cái thông ngoài cái năm bức hình này ra thì có cái câu tiếng Anh ở trên thì người thương nào có thể là người thương Hở Liên à, người thương Hở Liên ở Mỹ đó, một số người thương ở Mỹ. Dạ. Hở Liên. Người thương Mai. Dạ, con mời người thương Mai ạ. Người thương Phạm Thị Mai. Gia Lai. Ở Gia Lai ạ. Người thương Mai mở mic giúp con ạ. Dạ, con xin kính chào, xin điện gọi bác sĩ Hân, cô Huệ và Lương Như Thụy. Dạ, tiếng Anh của con thì cũng không có xuất sắc lắm đâu, nhưng mà đại loại con hiểu là cái người mà khi mà mình cái người mà đang đói đó thì cái first element là cái mà đầu tiên của cái self discipline là cái mà cái nghiêm khắc với cả cái bản thân á, là nếu mà mình có thể kiểm soát được cái gì mà mình ăn và mình uống thì mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Thì con nhìn vô cái hình con cũng hiểu là cái người mà ăn giống như ăn tạp á thì sẽ hấp thụ được cái thì sẽ không có hấp thụ được cái năng lượng của vũ trụ. Và cái người mà ăn mà có kiểm soát hơn một chút thì hấp thụ được một chút. Còn cái người ăn rau, củ quả thì hấp thụ được nhiều hơn, cũng như là người chỉ uống nước thôi. Và người cuối cùng là người mà không ăn, không uống gì thì sẽ tiếp cận được cái nguồn năng lượng của vũ trụ là nhiều nhất. Thì đó là những gì mà con thấy được ạ. Dạ, tuyệt vời quá. Xin biết ơn người thương.
Thì những gì cái thông điệp của bức hình này nói lên thì người thương cũng đã chia sẻ tương đối là đầy đủ rồi ạ. Thì con thì thay vì dịch cái bản này bằng tiếng Anh thì con nghĩ rằng là rất là nhiều người dịch, và lúc nãy là chị người thương Phạm Thị Mai cũng đã nói rồi ạ. Tức là kiểm soát được cái trong các cái kỷ luật của bản thân á, thì nếu chúng ta kiểm soát được cái dục ăn và dục uống thì có thể kiểm soát được mọi thứ ạ. Kỷ luật bản thân là khó nhất đúng không ạ? Cái điều đầu tiên mà giữ kỷ luật của bản thân á là cái rất là khó. Và cái câu nói của người Việt mình nói như thế này, tức là chiến thắng trăm quân vạn mã không bằng chiến thắng chính bản thân mình. Và chiến thắng chính bản thân mình thì chiến thắng cái dục ăn là cái chiến thắng oanh liệt nhất ạ. Và sắp tới đây người thương K24 cũng như tất cả những người thương mà có mong muốn được bước vào quy trình đừng gọi là chúng ta sắp sẽ trở thành anh hùng hết rồi ạ. Nếu như sau 10 ngày quy trình mà chúng ta thành công, chúng ta sẽ ăn mừng sự sống và chúng ta đã là những anh hùng. Chúng ta sẽ chiến thắng chính bản thân mình và đặc biệt là chiến thắng cái dục ăn và dục uống. Dạ. Và năm cái hình này thì cái hình đầu tiên là tượng trưng cho người ăn tạp như người thương Mai nói á, là ăn nhiều và ăn suốt, tức là hay ăn không có đúng ngày đúng bữa hoặc là ăn nhiều bữa trên một ngày, nói chung là ăn nhiều. Thì sẽ ví dụ như mình có ngồi thiền hay là mình có một cái cảm ứng linh ứng gì từ vũ trụ, nó rất là khó, rất là hiếm xảy ra đó. Và trí tuệ của chúng ta là nó khó sáng ra lắm. Dạ. Thứ hai là người thứ hai là cũng là ăn mặn nhưng mà là ăn ít hơn, tức là ăn có kiểm soát, ăn có tiết thực, ăn giảm bữa hoặc là ăn giảm lượng, thì cũng có chút chút cái sự kết nối giữa năng lượng của cái cơ thể mình với năng lượng của vũ trụ. Và người thứ ba là người ta hay dùng mà nói là những người ăn chay hay là những người ăn rau củ quả đấy, là những người tu tiên ấy, hay ở trên núi và tự cung tự cấp và có gì dùng đó, tức là thức ăn đơn giản mà thiên về thực vật, thì cũng khi mà ngồi thiền thì cũng có cái sự kết nối năng lượng tâm linh rất là tốt hơn so với hai cái hình đầu tiên. Và cái người nữa là người chỉ có uống nước thôi, thì con nhớ là những thiền sư hoặc là những người mà họ nhập thất á, thì họ chỉ có thể là uống nước hoặc là không uống nước mà không ăn gì cả, và họ vẫn có thể, những vị này vẫn có thể là tồn tại được qua trong một thời gian mà người ta, mà những vị sư phát nguyện, có thể là 49 ngày, có thể là 3 tháng, có thể 100 ngày, có thể 1 năm, tùy theo sức của mỗi người. À, vậy thì cái sự kết nối tâm linh mạnh mẽ nhất giữa cơ thể với lại tiểu vũ trụ, tức là cơ thể mình với lại cái đại vũ trụ là ở bên ngoài cơ thể mình đấy, là sâu sắc nhất. Và cái vòng xoắn ốc ở trên đầu ấy là nó mạnh mẽ nhất, nó rõ ràng nhất. À, như vậy chứng tỏ rằng là nhịn ăn không phải đơn giản chỉ là thanh lọc cơ thể, mà những người cần trí tuệ phát sáng ra, phát minh ra cái điều gì đó thì người ta cũng thường bước vào quá trình nhịn ăn, thì người ta sẽ làm một cái điều gì đó nó khác hơn, nó sáng tạo hơn và thông minh hơn. Đó là trí tuệ nó phát triển hơn. Thì con không biết là có phải vì lý do này mà Đặng Lê Nguyên Vũ đã nhịn ăn 49 ngày không, thì con không biết là có liên quan gì không, nhưng mà con nhớ là có một thời thì Đặng Lê Nguyên Vũ cũng nhịn ăn trong vòng 49 ngày ở trong hang núi, sau đó phát minh ra một cái loại cà phê mới. Dạ. Thì các cái vị sư hay là những cái người mà tu tập á, mà gần tới lúc mà lâm chung á, thì nhập tịch hay nhập niết bàn á, thì cũng thường là không ăn không uống ạ, để cái thăng tiến trong vấn đề kết nối tâm linh ạ, tăng trưởng hay là làm giúp cho kết nối tâm linh được được tốt hơn nhiều so với mình ăn nhiều bữa. Dạ, con xin biết ơn tất cả người thương đã, đây là cái hình cốt lõi của cái phương pháp nhịn khô mà chúng ta biết cái lợi ích của nó. Ngoài ra có rất là nhiều cái lợi ích khác nữa. Thì hôm nay để biết được những cái lợi ích thì con chỉ đi vắn tắt bởi vì thời gian cũng không có nhiều. Sau này người thương offline thì con chỉ chia sẻ kỹ hơn. Thì hôm nay là chỉ có là về vấn đề là đại cương thôi. Vì sao cái phương pháp nhịn khô là một phương pháp mà giúp cho chúng ta thanh lọc mà gọi là level 5. Level 1 là chúng ta có ăn uống cái gì đó. Chúng ta sẽ thanh lọc bằng cái ăn uống thanh sạch hoặc là ăn thực dưỡng. Level thứ hai là chúng ta sẽ có uống nước ép hoặc là uống cái thức ăn tinh, vitamin khoáng chất hay gì đó mà không có ăn thô.
cái level thứ ba là chúng ta có dùng các cái liệu pháp như là chúng ta uống mật ong hay là uống nước mía, uống nước đường đó để mà cầm cự trong những ngày không ăn gì cả. Và level thứ tư đó là uống nước lọc, và level thứ năm là không ăn không uống gì cả. Vậy thì trong năm cái level mà chúng ta nhịn ăn cấp độ ấy, thì cái cấp độ mà nhịn khô là cái cấp độ cao nhất trong tất cả các cái phương pháp mà chúng ta thanh lọc. Vậy thì cái cơ sở nào mà Rừng gọi lại chọn cái phương pháp nhịn khô làm chính ở trong cái liệu trình, ở cái quy trình của mình? Bởi vì đó có rất là nhiều cái lợi lạc, nhưng những cái lợi lạc mà con đưa vào đây thì cái cơ bản thôi. Còn lại chúng ta muốn tìm hiểu rõ sâu hơn, chúng ta sẽ đọc thêm tài liệu là Tiệc Thực Đi Về Đâu, hoặc là cái cuốn sách nhịn khô của tiến sĩ người Nga là giải Nobel 2016. Bây giờ con chỉ có nêu vắn tắt một số cái lợi lạc thôi. Đầu tiên là khi chúng ta nhịn khô thì sẽ kích hoạt được cơ chế tự thiêu đốt. Vì sao là nhịn ướt thì nó sẽ nhịn khô sẽ kích hoạt được cơ chế tự thiêu đốt hơn so với nhịn ướt hay là so với các phương pháp khác? Đó. Bởi vì là khi cơ thể chúng ta mà ở trong cái giai đoạn mà chúng ta khan hiếm nước, thì những cái ngày đầu tiên ấy, là những cái ngày cơ thể chúng ta cũng còn nước dư thừa ở trong cơ thể, và nó sẽ tái hấp thu lại qua đại tràng, cũng như là sẽ dùng những cái nước còn tồn lại trong cơ thể. Mà một ngày chúng ta nhịn thì cũng chưa có gọi là đưa cơ thể vào cái trạng thái là gọi là stress có lợi ấy. Hạn 1 ngày đến 2 ngày thì cũng bình thường, dùng lại những cái lượng nước còn lại trong cơ thể. Và đến ngày thứ 3, tức là sau 72 giờ, sau 3 ngày nhịn khô, không ăn không uống gì cả, thì cơ thể mình nó sẽ bị bật lên một cái cơ chế. Mà cơ chế này nó cài đặt sẵn ở trong cơ thể của mình, là cơ chế dùng của từ là cơ chế sợ chết ấy, là cơ chế sống còn á. Thì cái cơ chế này nó sẽ hoãn hồn á, tức là nó hoãn lên, là có nghĩa là nếu mà thiếu nước tiếp nữa thì cơ thể mình là lấy cái gì mà trao đổi chất, lấy cái gì mà điều hòa tất cả các bộ phận khác trong cơ thể. Thì lúc bây giờ nó sẽ báo hiệu lên trên cái bộ phận điều khiển trung ương của mình á, rằng là phải sử dụng nội tại thôi, sử dụng những bộ phận ở trong nội tại. Người thương có nhớ là cái đợt dịch vừa qua không ạ? Là khi chúng ta bị cách ly á, ở Sài Gòn cũng như ở Đắk Lắk mà cách ly trong vòng 14 ngày à, thì khi mà cái bình thường thì con là người mà hay đi chợ, hay đi siêu thị, hay đi chợ, là tụi con hay thấy là mua đem về để đó, nhưng mà có nhiều lúc mình không có dùng tới, có khi nhiều lúc quên mất để hết đắt, rồi nó thừa, nó thải ra, nó trong nhà mình đầy tồn dư, đầy tủ lạnh. Nhưng cái đợt dịch đến cái mà mình không có được đi chợ, mình không có được ra ngoài nữa, thì lúc bây giờ là mình mới giật mình lại, mình nói chết rồi, nếu như mà mình không có xử lý những cái thứ ở đây thì mình sẽ không có cái gì ăn, hoặc là cũng không có thể cầm cự qua được. Và lúc bây giờ bắt đầu lôi ra những cái thứ mà để lâu rồi mà mình quên nó đi luôn, có những thứ là hết đát, và dùng hết và cái tủ lạnh nó trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Như vậy thì dựa vào cái cơ chế mà chúng ta chống dịch đấy, chúng ta có thể link với lại cái cơ chế trong cơ thể chúng ta được không ạ? Nếu người thương nào cảm thấy là hiểu chỗ này thì cho con số 1 ạ. Có nghĩa là khi chúng ta không còn hướng ngoại nữa, chúng ta không còn hướng ngoại ra bên ngoài nữa, thì chúng ta sẽ tập trung quay về bên trong để chúng ta xử lý những cái tồn dư, những cái gì ở đang có sẵn ở trong cơ thể chúng ta. Đó, để cho cơ thể chúng ta sạch sẽ, thì đó chính là cơ chế tự thiêu đốt. Mà trong một trong những thứ mà tự thiêu đốt đầu tiên là cơ thể chúng ta sẽ ưu tiên cho cái thứ gì mà nó tạo ra nhiều nước. Bởi vì khi chúng ta nhịn khô là cơ thể chúng ta thiếu nước. Thiếu nước thì cơ thể chúng ta nó sẽ, mình không đưa vào, và mình mặc định nói với cơ thể của mình là mình sẽ không đưa nước vào. Mình quả quyết như vậy á, là cơ thể chúng ta sẽ tự quay vào bên trong và tự tạo ra nước, người ta gọi là nước nội sinh. Nước nội sinh này rất là tốt cho cơ thể, mà cơ thể chúng ta không mất quá nhiều enzyme hay là quá nhiều những cái năng lượng để mà chuyển hóa từ nước mà chúng ta uống vào á, nước ngoại sinh đó, trở thành nước cho cơ thể. Mà nước này là nước nội sinh, tức là nước này nước dùng tốt luôn cho cơ thể chúng ta. Đó, người ta gọi là cơ chế tự thiêu đốt. Và trong cái thiêu đốt này thì nó ưu tiên thiêu đốt mỡ trước. Vì sao như vậy? Bởi vì cái mỡ, tế bào mỡ là nơi tích trữ nhiều nước. Và 1 kg mỡ khi bị thiêu đốt thì
nó sẽ tạo ra một lít nước. Và người thương sẽ cảm, sẽ trải nghiệm cái liệu pháp này trong 3 ngày nhịn khô mà người thương không có uống một giọt nước nào, nhưng người thương vẫn cứ đi tiểu mỗi ngày khoảng tầm 600 đến 1 lít nước. Vậy nước ở đâu ra? Nước ở đâu ra? Mình không ăn không uống tới mấy ngày, mà mấy ngày mình không ăn không uống thì mình đi tiểu rất là nhiều luôn. Đó, thì và bên cạnh cái việc đi tiểu nhiều đó thì người thương cũng mất đi cái lượng mỡ tương ứng. Cứ mất đi 1 ký mỡ, hơn 1 ký mỡ thì sẽ ra được 1 lít nước. Và người nào mà đi tiểu nhiều có nghĩa là người đó là đã thực hành rất là tốt cái quá trình nhịn khô đúng quy trình, là đi tiểu nhiều, tức là cái lượng mỡ mất đi nhiều thì quá trình dọn dẹp nó diễn ra trở nên hiệu quả. Thứ hai nữa là các cái tế bào khối u, khối xơ thì cũng là tạo ra nhiều nước, cho nên nó sẽ teo rất là nhanh. Những người nào mà có u xơ, đặc biệt là chúng ta sờ thấy được ấy, thì sau 3 ngày nhịn khô chúng ta sẽ không còn sờ thấy to giống như ban đầu nữa, nó sẽ nhỏ dần, nở dần, và còn có một số người thương là nó mất hẳn luôn, không sờ thấy, không tìm thấy nữa. Khi đến với rừng gọi bắt đầu bước vào thanh lọc thì sờ nó to như cái chùm trứng ngỗng ấy, nhưng mà tới những ngày nhịn khô xong thì nó sờ nó còn lại một cái giống như cái chùm nho nhỏ thôi, nho Ninh Thuận ấy, nho nhỏ xíu thôi, tức là cái kích thước nó giảm đi rất là đáng kể luôn. Và nếu như chúng ta làm điều đặn đó thì có khả năng là nó tiêu luôn cả cái khối u. Đó, đó là cơ chế đầu tiên, mà cơ chế quan trọng nhất đó là cơ chế tự phân á, tự thiêu đốt á, ưu tiên để tạo ra nước cho cơ thể. Bên cạnh cái việc thiêu đốt cái tế bào mỡ thì cũng một số tế bào cũng bị thiêu đốt, đó là tế bào mà bị hỏng á, tế bào già, tế bào lão hóa, các tế bào quan mà hết hạn sử dụng á, thì cũng sẽ bị các cái enzyme nó phân hủy luôn, để nó tạo ra cái nguồn năng lượng cung cấp cho những cái tế bào khỏe mạnh khác. Đó, đó là nó sẽ là phân hủy, đó, tự thiêu đốt, tức là nó sẽ oxy hóa các chất có cho sẵn trong cơ thể để sinh ra nước và các năng lượng cho cơ thể chúng ta hoạt động. Thấy tuyệt vời mà, người thương thấy tuyệt vời mà. Rất tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Dạ. Yeah. Rồi, cơ chế thứ hai đó là người thương không tương tác hay tự tương tác luôn. Cơ chế thứ hai là cơ chế chống viêm, kích thích hệ miễn dịch. Vì sao là lại là khi nhịn khô lại là kích thích cái hệ miễn dịch để tiến hành cơ chế chống viêm? Viêm có nghĩa là yếu tố nào xâm nhập vào thì cơ thể mới làm chúng ta gây viêm, người thương biết không? Đó. Đầu tiên là viêm có nghĩa là chúng ta sẽ có yếu tố ngoại lai xâm nhập vào trong cơ thể chúng ta. Ví dụ như vi khuẩn, virus, nấm, vân vân. Đúng chưa? Những cái vi sinh vật đó, xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Thì theo thông thường thì cơ thể chúng ta nó sẽ có nhiều cái hàng rào để ngăn cản cái quá trình xâm nhập này. Đó, thì cái hàng rào đó chính là hệ miễn dịch. Đó, cái hàng rào phòng vệ đó chính là hệ miễn dịch. Và tại sao khi chúng ta nhịn khô thì hệ miễn dịch này nó lại hoạt động một cách hiệu quả hơn so với chúng ta không nhịn khô? Bởi vì là khi chúng ta nhịn khô thì chúng ta sẽ thiếu nước. Mà vi sinh vật muốn tồn tại được trong cơ thể chúng ta là nó bắt buộc phải có nước, nó mới trao đổi chất, nó mới phân chia được. Mà khi cơ thể chúng ta thiếu nước thì nó có xảy ra cái sự cạnh tranh về nước, có nghĩa là giành giật nước ấy, để mà tồn tại. Vậy theo người thương thì tế bào khỏe trong cơ thể chúng ta với tế bào vi sinh vật ngoại lai vào đây mà giành nhau á, thì tế bào nào thắng ạ? Tế bào trong cơ thể thắng. Vì sao mà tế bào trong cơ thể thắng? Tại vì tế bào trong cơ thể là không có cái gì nuôi hết, thì tự nó phải tự sinh, tự vận động lên để nó chống lại cái bên ngoài. Dạ, con cảm ơn người thương. Bởi vì đây chính là lợi thế sân nhà đấy ạ. Lợi thế sân nhà tức là cái ngoại lai mà xâm nhập vào mà tranh giành với chúng ta, mà chúng ta rõ tường tận đường đi nước bước ở trong cái sân nhà của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng tấn công lại, giành giật lại được cái sự cái nước của so với lại những cái loại vi sinh vật khác, những cái yếu tố ngoại lai khác. Do vậy mà các cái quá trình chống viêm và các vi khuẩn đó được đào thải một cách nhanh chóng, tức là họ không giành được nước thì nó sẽ không sinh sôi nảy nở được. Thêm vào đó là hệ miễn dịch, là khi đói á, bạch cầu chúng ta, tức là hệ miễn dịch chúng ta nó lùng sục, bạch cầu chúng ta nó lùng sục đó, nó đi tìm những cái gì đó để nó ăn, nó tiêu hủy, mà là vi sinh vật là nguồn dinh dưỡng cho nó nữa. Do vậy là nó sẽ tấn công hệ vi sinh vật đó. Đó là có hai yếu tố, một là vi sinh vật không giành được nước với cơ thể, với tế bào khỏe. Thứ hai là bị bạch cầu
bị những cái hệ miễn dịch của chúng ta lùng sục để săn nó, để tiêu hủy nó, để sinh ra năng lượng cho cơ thể. Đó là nó kích thích cái cơ chế chống viêm, cho nên những người nào mà bị viêm hoặc là được vừa rồi á là bị nhiễm COVID á, thì thường là nhịn mấy ngày là sẽ tự khỏi luôn ạ. Dạ. Rồi, tiếp theo là thứ ba là cái cơ chế tự phân. Cái cơ chế tự phân có nghĩa là tự phân hủy á, tự lập trình. Tức là cơ thể chúng ta nó có cái cơ chế là lập trình sẵn. À, con xin mời thầy là sư cô Như Ngọc tắt dùm cái người thương gì đây đang làm bẩn màn hình giúp con ạ. Dạ. À, cơ chế này là cơ chế tự phân. À, ví dụ như là bình thường một cái tế bào được sinh ra cho đến ngày mất đi thì cũng tùy theo loại tế bào, thời gian phân chia cũng như thời gian là tự chết á, là sẽ có tùy thuộc vào nhóm tế bào. Nhưng mà thường là cơ thể chúng ta sẽ lập trình lên là khoảng thời hạn bao lâu đó, 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, tùy theo loại tế bào nha, thì nó sẽ tự chết để nó dùng cái phần tự phần cũng giống như là cây già măng mọc vậy đó, cũng như cái hình ban nãy là nếu như mà cái xác của cái cây ngã xuống ấy để cái sinh ra cái chất để cho làm nuôi những cái mầm sống mới ấy, thì cơ thể chúng ta nó cũng tương tự như vậy, nó có cái cơ chế là tự phân hủy. Đó, tự phân hủy có nghĩa là nó lập trình rằng là nó sẽ tế bào đó nó sẽ chết đi để mà tạo ra các cái chất để cho các cái tế bào khỏe. À, mà vì sao mà cái cơ chế này không khi mà chúng ta ăn uống đầy đủ thì nó không có được kích hoạt, giống như là tế bào đang thở oxy vậy đó. Là khi mà chúng ta ăn uống đầy đủ á, là thay vì 2 năm chẳng hạn, ví dụ 2 năm là tế bào đó sẽ tự phân, tức là tự chết đi, thì chúng ta cứ nuôi nó giống như dạng như thở oxy, tức là nuôi mà không có hoạt động gì cả, không có làm gì cả, gọi là tế bào lười, tế bào ì đó, thì nó làm cho nó là tiền thân của các cái ổ viêm ở trong cơ thể chúng ta. Đáng ra là nó phải hết thời hạn của nó sử dụng, là nó phải tự giảm biên chế đấy, tức là tự phân hủy đi để mà nhường chỗ cho những cái tế bào mới sinh ra. Mà chúng ta nuôi nó, tưới tẩm nó quá nhiều dinh dưỡng mà thừa thải xung quanh nó thì nó sẽ không chết. Nó sẽ ở đó và nó lười, nó ì, nó không có hoạt động và nó cũng không có đem lợi lạc gì cho cái cơ thể chúng ta hết. Do vậy mà nó sẽ sinh ra, nó là một cái ổ tiền thân của các ổ viêm và các khối u. Vậy thì ngược lại khi nó bị đói, khi cơ thể chúng ta bị đói thì cái quá trình này diễn ra nhanh lắm, tức là không chết cũng phải tự chết, bởi vì những cái tế bào này nó quen sống trong sung sướng rồi, thì khi mà rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt một cái là tế bào này nó không tồn tại được. Người thương cứ thử tưởng tượng ra là chúng ta có 5 đứa con. Có 5 đứa con mà những cái đứa mà được nuông chiều ấy, những cái đứa mà không có chịu khổ được á, được nuông chiều đầy đủ á, cái gì cần cái gì có cái đó nó đầy đủ hết, thì khi gặp hoàn cảnh mà khắc nghiệt bất như ý cái là đứa nào là bị là bị ấy trước. Thì cái đứa mà được nuông chiều đấy, cái đứa mà ì, đứa mà lười đó thì sẽ không tồn tại được. Còn những cái tế bào nào mà nội lực nó mạnh mẽ, nó có thể tồn tại được trong điều kiện khắc nghiệt thì tế bào đó chính là tế bào khỏe. Và nhờ cái cơ chế tự phân này mà chúng ta sẽ giữ được những tế bào khỏe, mà từ cơ thể chúng ta thanh lọc những tế bào đã hết hạn sử dụng, đã gọi là giảm biên chế đó, tức là hết đát đó. Dạ, đó là cái cơ chế tự phân này cũng giúp cho chúng ta thanh lý được một số tế bào già, tế bào hỏng, tế bào không còn tác dụng nữa. Là chúng ta thấy có tuyệt vời không? Mà trong khi nhịn ướt thì cũng có xảy ra vấn đề này, nhưng nó không mạnh mẽ như nhịn khô ạ. Dạ. Là thứ ba là trẻ hóa. Thứ tư là trẻ hóa và tái tạo mô. Trẻ hóa và tái tạo mô thì cũng dựa trên các cái nguyên lý này thì chúng ta thấy luôn rõ luôn. Khi chúng ta bước vào quy trình nhịn khô thì chúng ta thấy da chúng ta mấy ngày đầu nó kinh khủng lắm, nó sạp đi, nó xấu, nó giảm mà nó kinh khủng lắm. Nhưng bắt đầu những cái ngày mà chúng ta thanh lọc rồi, những ngày bắt đầu chúng ta uống nước, chúng ta ăn ra dần là tự dưng ta sờ lên cái mặt mình là chúng ta sẽ thấy nó khác biệt luôn. Đó, từ cái làn môi nó cũng rất là hồng hào,
rồi từ cái khuôn mặt cho đến là cái bọng mỡ hay là cái cằm hay là cái gì nó cũng được được trẻ hóa ra. Tuy nhiên là nó phải là làm đúng nha. Còn nếu người thương không làm đúng thì con không biết. Còn lại con thấy những người thương về đây là tự chia sẻ như vậy ạ. Tái tạo lại các cái mô và trẻ hóa. Và đặc biệt là thường là những người này nó trẻ hóa tất cả các cơ quan chức năng trong cơ thể luôn. Ví dụ như chúng ta cần có cái cân sinh học á, chúng ta sẽ cần, chúng ta sẽ biết cả tuổi sinh học chúng ta còn khỏe luôn, nó trẻ lại hẳn luôn. Dạ. Và ngoài ra cái chức năng sinh lý nó cũng trẻ luôn. Và một số người thì là sau khi mà không sinh nở được, như sáng nay con có chia sẻ đó, thì có người là có kinh nguyệt trở lại nè, có người là sinh con lại rất là dễ nè. Và đặc biệt là chức năng sinh lý của đàn ông thì sẽ được khôi phục và được trẻ hóa. Và người phụ nữ cũng vậy. Các cái nội tiết tố trong cơ thể của mình đang bị lão hóa sớm á, thì trong quá trình thanh lọc định kỳ mà làm đúng thì nó cũng được điều hòa lại nội tiết tố, và nó sẽ chậm cái quá trình lão hóa. Đó là cái điều rất là lợi lạc mà người thương chia sẻ con đúc kết được ạ. Và dựa vào cái cơ sở khoa học này thì chúng ta trải nghiệm đi, chúng ta sẽ cảm nhận ạ. Dạ. Và cái chất lượng cuộc sống ở đây là ví dụ như là có nhiều người trước đây là mắt á, là đeo kính cận đó, mắt là đeo kính cận, thì trong quá trình thanh lọc thì tự dưng là giảm độ cận. Còn có nhiều người là không đọc được chữ nhỏ, thì sau quá trình thanh lọc thì sẽ đọc được chữ nhỏ, là đối với lão ạ. Nhưng mà nhớ là mình phải là thanh lọc mà mình lại giảm làm việc nữa nha. Chứ như con với anh Hưng thanh lọc thì lúc mà thanh lọc xong thì mắt sáng lắm, nhưng mà bắt đầu sau đó rồi làm việc, cường độ làm việc nó quá về khuya và dùng điện thoại giữ Zalo nó nhỏ thì mình lại quay là cũng là thấy nó sẽ bị tái trở lại, là nó sẽ không nhìn rõ như cũ. Hồi trước đó là không nhìn rõ, sau đó thanh lọc thì nhìn rõ sau rồi bắt đầu một thời gian mà mình lại cũng vẫn không có cai được cái vấn đề làm việc qua điện thoại đấy, thì nó sẽ cũng mờ trở lại, chứ không phải là nó cứ rõ vĩnh viễn. Rõ vĩnh viễn là người thương phải luyện lại mắt trong một thời gian dài, thì lúc đó chúng ta mới bền vững ạ. Rồi thứ hai nữa là có nhiều người là tai điếc á, thì sau một thời gian thì tai sẽ cũng trở nên thính hơn. Rồi nhiều cái vị giác, đặc biệt là hồi trước đây là ăn có gia vị là không phân biệt được cái vị gì. Nhưng sau quá trình thanh lọc thì cái vị giác nó rất là tinh tế, ăn cái gì cũng thấy ngon. Mà đặc biệt là phân biệt mùi vị rất là rõ ràng luôn. Cái nào có bỏ mì chính hay cái nào không thì rất là tinh tế và rất là rõ ràng. Dạ. Yeah. Rồi, là chất lượng cuộc sống cũng như cái tinh... cũng như cái tinh thần của người thương sau thanh lọc á, là nó thay đổi một cách hoàn toàn, thay đổi cả một cái chất lượng cuộc sống á. Có những người thương là đi về, ngày xưa là cứ ở thành phố mà rất là nhiều tiền, mà không bao giờ mà nghĩ tới cái chuyện là có một cái mảnh vườn nhỏ để trồng một ít rau đâu, mà hầu hết là mua thức ăn, mua đồ ăn sẵn rồi sống rất là tạo ra nhiều tiền mà không có thời gian cho bản thân. Nhưng sau thanh lọc rừng gọi về thì ai cũng có một cái mong muốn rằng là có một mảnh vườn nhỏ để mà tự trồng rau, tự chăm sóc gia đình. Rồi cái lối sống của họ cũng khác luôn, và cảm thấy là cái nụ cười thật sự là cười là tươi, là vui trong lòng, chứ không phải là cười bằng cái khuôn miệng. Đó là con thấy người Thương Lan mới chia sẻ cách đây 2 ngày. Tức là cái nụ cười này là nó thật sự rung động hạnh phúc ở trong tế bào đấy, cười ra. Chứ không phải là chỉ có nhe cái răng ra gọi là cười, mà là trong lòng buồn. Thì nó thay đổi hoàn toàn cái chất lượng cuộc sống, mặc dù lối sống biết đủ, giản dị hơn. Và cái việc ăn uống á, trở nên nó không có quá cầu kỳ phức tạp, và nó làm cho mình nhàn hơn, không bị áp lực nhiều trong quá trình là chuẩn bị các cái bữa ăn. Và cái cuộc sống cũng là không tham lam nhiều, không tham việc nhiều, và sẽ buông bỏ bớt, thì chúng ta sẽ có thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình nhiều hơn, làm nâng cao cái chất lượng cuộc sống, gắn kết tình yêu thương giữa cái những người thân của mình và xung quanh, và dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Dạ. Thấy tuyệt vời không ạ? Người thương thấy tuyệt vời thì cho con một cái tim hay cái gì đó để con biết rằng là người thương đang nghe con nói ạ. Dạ. Dạ, kính biết ơn người thương ạ. Vậy là có 2 người đang nghe thôi ạ. Dạ. Rồi, thứ ba là nó sẽ kích hoạt, xin lỗi.
thứ sáu, trong quá trình nhịn khô sẽ kích hoạt cái cơ chế phòng ngừa. Thì các cái cơ chế phòng ngừa này, ví dụ các tia xạ đó, các cái tia bị nhiễm xạ, bị nhiễu xạ, hay là những cái yếu tố từ môi trường đó, nó có thể tác động không tốt đến cơ thể. Nhưng mà khi chúng ta nhịn khô, chúng ta sẽ kích hoạt cái cơ chế phòng ngừa này, nó bảo vệ dữ lắm, cho nên chúng ta ít bị nhiễm những cái độc tố ở xung, tức là cái từ trường ở xung quanh của chúng ta đó, bởi vì nó sẽ phản báo lại phản ứng. Con lấy ví dụ như bản thân cái cơ thể của con đi. Bình thường ngày xưa thì con ăn cái gì nó cũng không có bị đau bụng gì cả, không có cái phản hồi gì, cho nên con cũng không biết là con ăn cái đồ đó nó có độc hay không có độc. Nhưng sau khi con có thanh lọc rồi á, thì nếu như con đi phải đi đám cưới hay con đi gì mà con ăn cái thức ăn đó mà nó không ổn một xíu thôi, thì là ngay và luôn nó báo hiệu lên luôn, và con phải cho nó ra ngoài bằng cách là hoặc là ói ra hoặc là đi cầu ra. Đó, đó chính là cái cơ chế phòng ngừa nó được kích hoạt và nó làm mình rất là nhạy luôn. Chỉ cần có hóa chất, có độc tố là nó phản ứng liền. Phản ứng để cho mình biết để làm gì, nó bảo vệ cơ thể của mình để đẩy cái đó ra khỏi cơ thể. À, chứ không phải như trước đây á, là chúng ta ăn cái gì cũng không bị đau bụng, chúng ta tưởng rằng là như vậy là tốt. Cứ nghĩ rằng là tôi ăn cái gì cũng không bị đau bụng, tôi khỏe lắm hay gì nọ. Nhưng mà đùng cái phát hiện ung thư lúc nào không biết, bởi vì độc tố nó tích lũy từng chút một. Còn những người mà hay bị đau bụng, hay bị mà ăn cái gì mà lạ hay là cái nào, đó là cái cơ chế tự vệ rất tốt ạ. Và khi người ta bị đau bụng như vậy, để người ta có kiểm soát cái đồ mà ăn vào. Như vậy là cơ thể chúng ta đang bảo vệ chúng ta đó. À, là nó sẽ báo hiệu cho chúng ta để chúng ta sẽ chừa cái thứ không lành mạnh đó ra. À, và chúng ta sẽ ăn gì chúng ta cũng phải tỉnh thức hết. Đó là nó sẽ giúp chúng ta là phòng ngừa những cái độc tố đưa vào trong cơ thể. Đó là tế bào chúng ta nó nhạy là như vậy. Và cuối cùng là như cái hình mà người thương vừa mới chia sẻ ban đầu, con chia sẻ cho người thương ấy, là khi chúng ta nhịn khô thì cái quá trình tái tạo năng lượng cho cơ thể chúng ta nó rất là mạnh mẽ. Đó, kết nối năng lượng với vũ trụ và tái tạo năng lượng để cho cơ thể chúng ta vào quá trình kết nối tâm linh rất là mạnh mẽ. Đó là những cái bảy cái lợi lạc của phương pháp nhịn khô so với các phương pháp nhịn khác. Đó. Còn một cái điều nữa mà con cũng muốn, nhiều điều nhưng mà con muốn nhấn mạnh cho người thương nhịn ướt với nhịn khô, thì cái số lượng tế bào cơ và tế bào mỡ mất đi, phương pháp nhịn ướt là số tế bào cơ và số tế bào mỡ mất đi là ngang nhau. Bởi vì tế bào mỡ cũng sinh năng lượng, cũng sinh nước, tế bào cơ cũng sinh năng lượng, và cơ thể chúng ta nó sẽ có nước rồi, cho nên nó không có ưu tiên để tạo ra cái tế bào mà nào mà có nhiều nước. Trong khi phương pháp nhịn khô thì là mình không uống nước. Do vậy tế bào chúng ta nó sẽ ưu tiên cho cái loại nào mà nó sinh ra nhiều nước hơn, thì đó chính là tế bào mỡ. Mỡ sẽ được đốt nhiều hơn so với cơ, và chúng ta vẫn không bị mất cơ quá nhiều. Trừ trường hợp những người thương nào mà gầy quá mà không có mỡ nữa, thì hết tế bào mỡ nó sẽ chuyển sang tế bào cơ. Và khi chúng ta nhịn ăn không đúng cách mà nhịn ăn quá lâu ngày, chúng ta không thể nào khôi phục lại tế bào cơ được luôn, gọi là teo cơ hoặc là sẽ mất cơ. Đó, cho nên chúng ta nhịn ăn chúng ta phải đúng cách và đúng khoa học, và có cái cơ sở rõ ràng, chúng ta hiểu, chúng ta rõ ràng để chúng ta thực hành, thì chúng ta có một cái niềm tin chúng ta vững chãi, chứ không phải là chúng ta làm một cách mù quáng, mà chúng ta sẽ biết vì sao chúng ta làm như vậy và làm như vậy thì sẽ đem lại lợi lạc gì. Đó, bài chia sẻ của con hôm nay đến cái đoạn này thì là con mong là người thương mình có cái phần nào để mà có thể tương tác gì thêm không ạ? Chưa rõ chỗ nào hay là có thể tương tác gì thêm thì có thể cho con câu hỏi hoặc là cho con cái sự tương tác để con biết rằng là có ai đó nghe con nói ạ. Dạ. Dạ, con mời người thương Mai Yến ạ. Hôm nay con rất là biết ơn người thương Mai Yến á, nhờ có người thương Mai Yến tương tác mà con thấy là mình nói nó không có bị nhàm chán ạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Thì qua cái bài giảng của cô thì con thấy rất là hay, rất là thích. Con chỉ mới biết đừng gọi với cái phương pháp nhịn khô là 10 ngày nay. Tại vì trước đó con cũng có nghe nói nhịn khô thì con cũng thử nhịn, nhưng mà con cũng nhịn được 3 ngày. Nhưng mà ngày đầu tiên con nhịn tới chiều, cái con khát quá, con mệt quá, con uống miếng nước. Nhưng mà 2 ngày hôm sau thì con tự nhịn, mà lúc đó là con chỉ biết là phương pháp nhịn khô để trị bệnh, nhưng mà không biết cách làm cho đúng, cho nên là hiệu quả thì cũng không có được cao. Nên khi mà con biết 10 ngày nay thì con rất là ham muốn là được tham gia cái phương pháp nhịn khô để thanh lọc thân tâm, để cho mình
có cái trí huệ sáng suốt để tu hành tinh tấn, với thứ hai nữa là có sức khỏe tốt để phục vụ cho, trước tiên là cho gia đình, chăm sóc cho cha mẹ già, rồi đồng thời là giúp ích cho anh chị em, ngoài kế tiếp là có thể là khi đó mình giúp ích cho cộng đồng xã hội. Dạ, con biết ơn người thương ạ. Vậy người thương nhà ở đâu ạ? Dạ, con ở Vĩnh Long á cô. Mà con nghe nói là tới ngày mùng 9 thì có khóa tham gia, nhưng mà con mới biết đây, không biết con có dự được không cô? Dạ, bình thường là cô ăn chay ăn mặn ạ? Dạ, con ăn chay là năm 2019 tới giờ. Dạ. Là con ăn chay là 30 năm rồi. Dạ. Vậy cô có, nếu mà không có khóa này mà có khóa tiếp theo thì cô có sắp xếp được thời gian không? Tại vì cái khóa này thì đã vào dương tập công phu đến đêm thứ hai rồi ạ. Thì chỉ còn có 4 đêm nữa thôi. Thì nếu như mà cô có bệnh gì không ạ? Dạ con cũng có bệnh đó cô. Con cũng bị tiểu đường, cao huyết áp. Rồi con cũng có mỡ máu cao. Rồi cái tim con thì nó bị lâu lâu cái đau nhói á. Dạ, con cảm ơn cô, nhưng mà đúng theo quy trình thì mình đã lỡ dở rồi. Nếu mà cái bệnh gì mà khẩn cấp á, ví dụ như là ung thư hoặc là cái gì á, thì con sẽ xin xét vào họp ban tổ chức để cho người thương tham gia vào danh sách dự thính. Nhưng mà nếu mà mấy cái bệnh này thì nó cũng không có nguy hiểm ngay, cho nên là người thương cứ theo dõi thêm và đợi khóa tiếp theo con nha. Rồi khóa tiếp theo thì sẽ tổ chức tại Đắk Lắk ạ. Dạ, mà khóa tiếp theo thì cũng tháng sau hả cô? Dạ, cứ một tháng là một lần như vậy đó cô. Cũng đúng ngày 9 âm lịch của hàng tháng vậy đó cô. Dạ, rồi tháng sau thí dụ như con muốn tham gia thì con đăng ký sao cô? Dạ, cô cứ vào Zoom, Zoom sáng á, Zoom như cái cổng Zoom ngày hôm nay mà cô cứ vào buổi sáng cô tương tác như vậy nè. Thì sau này cô chỉ cần nói trên đó là con muốn đăng ký, là MC sẽ lưu số của cô để add cô vào nhóm Zalo ạ. Dạ, vậy con cảm ơn cô, con mừng quá con. Mấy ngày nay con nói không biết làm sao, con mới kết nối Zalo được là ngày đầu tiên con được tham gia đó cô. Dạ, rồi con cảm ơn cô, tại vì bây giờ là quy trình nó đã mọi người đã đi được gần một tháng rồi cô. Tức dạ. Là quy trình là đi từ ngày mùng 10 tháng 1 ạ. Thì bây giờ là đã 20 ngày với thêm hơn 15 ngày với thêm 5 ngày nữa là 20 ngày. Dạ. Sau đó mình bước vào chính thức. Thì cô cứ đi từ đầu cho nó từ từ cho nó tốt nhất nha cô. Dạ con cảm ơn cô. Dạ, tại vì cũng không phải là trường hợp khẩn cấp gì á, nên là cô cứ đi từ từ cho nó bền vững ạ. Dạ. Dạ dạ, rồi con cảm ơn cô. Rồi, dạ. Con mời người thương khác có sự họ có cái gì chưa rõ hoặc là cần tương tác gì không ạ? Dạ. Như vậy thì không có người thương nào tương tác thì cứ chứng tỏ rằng là người thương đã rõ hết rồi đúng không ạ? Con thể con dạ, từ để em coi. À, có câu hỏi rằng là cô Huệ ơi, nhìn ăn có chuyển tóc bạc thành tóc đen không ạ? À, con thì con thấy là có cái sự trẻ hóa. Từ để con coi nhiều cái người thương ở trên. Dạ, có cái sự trẻ hóa, còn cái tóc bạc thành tóc đen thì trước đây con có nghe một người thương rất là lớn tuổi như là như bác ưởng hay bác chính gì đúng không? Dạ, là có nói là cái màu bạc mà bạc trắng mà trở thành đen thui á, thì con chưa thấy. Nhưng mà cái lớp tóc ở phía dưới nè, ví dụ như là ở phía trên nó bạc nha, nhưng mà sau quá trình nhịn khô một thời gian dài, chứ không phải nhịn khô xong rồi bắt đầu một thời gian sau ấy, thì thấy cái tóc tóc dưới là nó ra rồi nó màu 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 bớt bạc hơn thôi, chứ còn nó đen thui luôn thì con chưa thấy. Nhưng mà con thấy có bớt bạc hơn, tức là cái lớp trên á đã dài ra rồi ấy thì nó vẫn bạc, nhưng mà cái lớp tóc mới á nó ra nó ra phía trong ấy thì nó sẽ giảm bạc hơn. Dạ, là cái đó là con có thấy ạ. Dạ. Dạ. Dạ con trước khi để mà người thương tương tác thì con cũng có xin là không biết là cô Thành có mặt trong Zoom không ạ? Cô Thành ơi, cô Thành có trong Zoom không ạ? Cô Thành có trong Zoom không cho con thầy có thấy cô Thành trong Zoom không thầy? À,
Cô Thành. Cô Thành đang đi trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội, cho nên là đường thì đông, xe thì kẹt, mà điện thì chập chờn, cho nên cô Thành không đọc được bài thơ. Thì thầy có thể đọc giúp con, mời thầy có thể đọc giúp cho người thương bài thơ mà cô Thành viết không? Con xe lên tiếp đây thầy, sẽ được không thầy? Đây ạ. Đây là tâm tình người thương ạ. À vâng, có người thương là xung phong mà, có nhường có người thương là xung phong đọc không? Sư cô Như Ngọc ơi. Sư cô Như Ngọc không, sư cô Như Ngọc vừa trời rồi. Dạ. À, rồi thôi, đỡ không có người thương nào đọc thì đỡ thay đọc cho. Không có người thương xung phong rồi. À, người thương Trần Thị Thành ha, sáng tác bài này vào trong K21 đường gọi Đắk Lắk. Người thương có nghe được cái tiếng của thầy rõ không? Dạ con nghe rõ thầy ơi. Vâng. Lạ lùng liệu pháp bảy tơ, nhịn khô rừng gọi làm mơ bao người. Xin ai đừng có vội cười, chứ có lơ đãng mà đời thiệt nha. Chưa nghe mà đã cho qua, đó là duyên quả của người vô minh. Phương pháp vi diệu thực tình, cứu vớt sinh mạng chúng sinh cơ hàng. Ốm đau bệnh tật đa mang, bệnh viện bác sĩ thuốc thang chẳng lành. Bỉ cực tìm chạy loanh quanh, đến được rừng gọi là lành đó nha. Nếu người chỉ mới nghe qua, tưởng là mơ muội, tưởng là lừa nhau. Xin tìm hiểu kỹ trước sau, cơ sở khoa học hãy mau tìm liền. Hãy cơ sở khoa học hãy mau tin liền. Nobel 2016 nhãn tiền, cơ chế bào thực tự nhiên hoàn toàn. Bình thường cơ thở khá ngon, tế bào khỏe yếu, ít toan bất hòa. Được ăn no đủ cả nhà, cỡ thành nhát, thành quả đà hư thân. Bao nhiêu rác rưởi vào thân, cũng cỡ cho chúng trú chân vào nhà. Nhưng khi bị đói hết nha, tế bào khỏe yếu liền chà đạp nhau. Thành khỏe trỗi dậy rất mau, thằng khỏe thì sống, thằng đau chết liền. Những thằng virus liên thiên, vừa trôi vừa chui vô đã lính dính liền, trưởng sơi. Cơ chế đơn giản vậy thôi, thiên nhiên kỳ diệu ban cho muôn loài. Cần chi dịu vỏ dương ôi, thuốc thang bổ sẻ phí hồi mà đâu. Người thương ở tặng nơi đâu, mau về rừng gọi cùng nhau mưu cầu. Mưu cầu ước nguyện dài lâu, bệnh tiêu thân khỏe làm đầu chữ an. Cuộc đời chẳng còn phải than, hạnh phúc viên mãn khỏi bàn làm chi. Người thương hãy nhớ một khi, tin rồi thì hãy về đi tới liền. Rừng gọi nơi ấy an yên, tình thương chan chứa lan truyền gần xa. Thầy thuật trái tim bao la, cho đi tất cả chẳng thiết tha điều gì. Các vị bác sĩ lương y, đội ngũ phụng sự vì người, đội ngũ phụng sự cũng vì người thương. Cho dù đời có vô thường, tình thương rừng gọi vẫn thường quẹn nguyên. Bao la trải rộng vô biên, tình thương rừng gọi thuốc tiên cứu đời. Thằng nhát này là tế bào mỡ, còn thằng quả đà hư thân là các cái tế bào bệnh ung thư đó. Rồi rác rưởi là các cái chất độc hại, hóa chất cạn bã, các cái vật chất mà dư thừa. Rồi nhà là cơ thể của ta, virus liên thiên là các cái loại vi khuẩn, virus lạ từ bên ngoài nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Và những người thương nào mà bị virus vi khuẩn xâm nhập vào thì chỉ khi nhìn cần nhịn ăn 32 tiếng là xong nha. Xin biết ơn cả nhà đã lắng nghe.
Dạ. Bảy mươi hai tiếng. Vậy 2 tiếng thầy, vậy 2 tiếng này. À, Dạ. Dạ. bảy Con kính cảm ơn thầy, thầy đọc thơ hay quá ạ. Con bài thơ này là của người thương Trần Thị Thành Vâng. Ở Hà Nội và đã thanh lọc rừng gọi tại Đắk Lắk. Ở dưới cô Thành có viết là Buôn Ky Đắk Lắk khóa 21 ạ, ngày 14 tháng 11 năm 2022. Người thương về thanh lọc và ngày cuối cùng ở lại rừng gọi thì trong lúc mà tụi con đi vắng thì cô Thành đã viết cái bài thơ này để gửi lại trước khi ra về ạ. Thì con thấy là nó bao hàm hết tất cả các cơ sở khoa học ở trong cái bài thơ này, và con thường dùng bài thơ này để mà nói lên cái tâm tình người thương bằng cái văn thơ bằng thơ cho dễ nhớ ạ. Dạ. Ta Biết thủ ơn ta cô Thành rất là nhiều, ta tác giả của bài thơ rất là tuyệt vời. Trong quá trình nhịn khô thì sẽ rất nhiều người làm thơ luôn ạ, tự sáng dạ sáng tác. Bình thường là không bao giờ biết làm thơ mà sau khi nhịn khô xong mà làm thơ được luôn ạ. Dạ. dạ cô dạ cô Trần Thị Thành thì cũng giới thiệu với người thương, cô Trần Thị Thành là người mà bây giờ là khách đá gọi là khách đá ghi vàng với rừng gọi rồi, và cô Thành là người mà đi rất là nhiều nơi, tham gia rất là nhiều chương trình, bởi vì cô là nguyên phó phòng thương mại của VCCI, của chính phủ và mình đó. Thì bây giờ là cô nghỉ hưu và không có phương pháp nào mà cô không tham gia hết, bởi vì cô cũng rất có điều kiện và người có tiếng Anh rất là giỏi trong và ngoài nước. Nhưng mà cuối cùng rồi cô đi lẩn quẩn đi các nơi, bây giờ cô trở về với rừng gọi. Hồi sáng nay là cô có chia sẻ đó là cô gọi là khách dạ ghi lòng với rừng gọi rồi. Dạ, cô sẽ phụng sự và lan tỏa cái phương pháp này. Và người nhà của cô là cũng cả chục người nhà đã tham gia thanh lọc và có lợi lạc. Nhất là những người có vấn đề về ung thư. Dạ. Dạ, con kính biết ơn thầy. Con nhìn trên ô chat á, con thấy người thương là Hữu Vương Nguyễn á, thì họ là con có sỏi thận, có thể làm cách nào để sỏi ra ngoài? Thì con xin trả lời luôn, bởi vì cái sỏi thận là cái trải nghiệm trên bản thân, chính bản thân con luôn. Là con bị sỏi thận là dạng như cơ địa tạo sỏi á, là những khi đi siêu âm là những cái viên sỏi li ti, và có những lần những viên sỏi nhỏ đó nó sáp nhập lại với nhau á, nó thành cái một cái viên sỏi lớn và mang cái hình dạng là sỏi san hô, và khi nó rớt xuống niệu quản thì con rất là đau, đau đau hơn đau đẻ luôn, đau kinh khủng lắm, mà đau mà ói mửa luôn, không có đi lại gì được mà phải cong người như vậy, và đưa đi ra siêu âm thì thấy viên sỏi nó rớt xuống cái ống niệu quản, mà ống niệu quản nó bị chật quá nên nó không có đi ra được. Thì tại thời điểm đó thì con dùng thuốc đông y để con uống cho nó sổ, nó rớt ra. Thì con cũng bị tác dụng phụ của thuốc đó cũng nhiều, tức là nó làm giãn các cái ống ra để cho nó rớt cái viên sỏi ra, đồng bên cạnh tức là tác dụng phụ là con đi tiêu chảy liên tục á, rất là nhiều luôn đó. Nhưng sau đó một thời gian thì nó tái trở lại, thì những cái viên sỏi li ti đó nó lại có trở lại rất là nhiều. Và cái tháng 8 năm 2021 á, thì con tiến hành nhịn khô, mà con không nghĩ rằng là con không có uống nước vào mà tại sao sỏi nó đi ra. Đó thì cơ chế vừa nãy con nói ấy, thì là khi mà con nhịn khô tới ngày thứ ba thứ tư chứ. Hồi đó con nhịn khô 4 ngày. Thì tới ngày thứ năm là cái ngày con uống nước á. Đó, thì ngày thứ tư là cũng ba bốn ngày nhịn đó là vẫn đi tiểu bình thường nhưng mà chưa có ra cái gì hết. Nhưng đầu bước sang ngày thứ năm á thì tự dưng cái con đi tiểu thì tự dưng con thấy ở dưới cái bồn cầu á là nó có những cái bột mà nó màu nó có những cái bột mà nó màu giống như là phân chứ không phải là nước tiểu. À, thì con giật mình mất á, là con mới nói con giật mình thì con nhìn con nó con không phải đi cầu mà tại sao nó ra cái bột này. Thế là lúc đó con lấy cái tay á, con mới bóp bóp thì con thấy nó bột bột ra giống như là thuốc tây mà mình ngâm trong nước ấy, bột bột ra, và ngửi thì không nghe mùi hôi. Thì đó, sau đó thì một thời gian nữa con đi siêu âm thì con thấy những cái viên sỏi li ti của con đâu mất hết. Dạ. Thì nó ra bằng tế bào đấy ạ, nó ra bằng cơ chế tức là nó sẽ hòa tan ra hết ở trong cái tế bào, sau đó nó đào thải ra bằng đường tiểu ạ. Đó. Và người thương K22 thì ở trong cái hình này thì
Để con chiếu thử xem là người cho người thương thấy một chút xíu, nhưng người thương đợi con một chút xíu để con trả lời luôn cái câu này. Nhớ đâu. Dạ, chắc là chị Hợi. Chị Hợi bây giờ cũng đã hơn 10 giờ rồi, chắc là người thương cứ cho vào trang Facebook thành lập rừng gọi đi chị ạ. Là người thương thật thấy hình ảnh đó, hình ảnh mình có đăng tất cả lên trên đó rồi chị. À, cái hình ảnh mà cái chai nước tiểu mà nó ra cả mớ cặn đó là có rồi hả thầy? Có, dạ có, ở trên trang Facebook thành lập rừng gọi có đầy đủ chị. Dạ dạ, vậy thì người thương vào trang Facebook thành lập rừng gọi để xem từng người thương sẽ được dán tên mình vào cái chai nước tiểu, và sau đó người thương tự chụp chai nước tiểu sẽ biết được là cái nước tiểu mình nó kinh khủng như thế nào ạ. Thì đó là mình không cần ăn uống gì hết mà mình đi tiểu ra hết những cái cặn bã đó, và có nhiều người ra cái thuốc tây luôn ạ. Rồi còn cái câu này thì nó đơn giản thì chắc là người thương mới vào rừng gọi hay sao, những người bị ưu tiên giáp mà hỏi cái này là chắc chắn là mới vào rừng gọi rồi. Con bị ưu tuyến giáp có cách nào có thể là làm cho nó không phát triển mà nhỏ đi không? Thì cả buổi tối hôm nay với là cả một cái chương trình tối nay là nói về chuyện này mà sao còn hỏi nữa. Con bị ưu tuyến giáp thì cách nhịn ăn và bậy tơ là xong chứ có gì đâu. Dạ, yeah. Người thương Thảo đã nghe thầy Thuật vừa chia sẻ đó. Thì người thương cứ vào Zoom rừng gọi đi. Nếu chưa tin thì cứ từ từ mình tăng thêm cái niềm hình tin. Như là hình như là người thương Thảo vào muộn thì phải. Giờ cũng đã muộn rồi. Dạ, dạ. Người thương Thảo cứ vào cái ID này vào mỗi sáng 4:30 mỗi ngày. Người thương Thảo có thể trực tiếp tương tác với lương y và bác sĩ để mình hiểu rõ hơn và mình có niềm tin hơn. Nhớ là những người thương nào mà thường tương tác sẽ được ưu tiên hơn so với những người thương không tương tác ạ. À, rồi vậy thì người thương Thảo là mới vào, vậy là chắc là thôi nếu mà có duyên với đường gọi thì rồi đây thầy gửi cho đường link chia sẻ tối nay người thương Thảo đó với những người thương nào mong muốn nha, và người thương nào mà mong muốn thì chia sẻ đường link tối nay đi ạ. Đó thầy có gửi lại đường cho người thương Thảo với cả nhà đường link chia sẻ tối nay, đường link livestream đó. Rồi câu trả lời của người thương Thảo nó nằm trong cái chia sẻ tối nay ạ. Dạ, rồi con kính biết ơn tất cả những người thương đã lắng nghe, mặc dù đã trễ rồi nhưng mà vẫn còn 56 cũng Zoom. Thì hôm nay cái bài chia sẻ của chúng con là đến đây là hết, thì không có người thương nào. Người thương comment đi. Người thương comment xuống đi ạ, đỡ chúng ta biết ơn chia sẻ của chuyên gia, họ một cái chia sẻ rất là đầy đủ tuyệt vời. Chúng ta hãy tri ân đi, mình tri ân biết ơn thì là mình sẽ rất là có nhiều điều tuyệt vời nó sẽ đến với mình. Vũ trụ tâm ý làm chủ, tâm ý người gieo, vũ trụ đón nhận và vũ trụ làm theo. Tiềm thức mình đã đón nhận, cái tâm ý mình gieo, tiềm thức đón nhận và vũ trụ làm theo. Thì để cho những điều tuyệt vời đến với chúng ta thì chúng ta hãy nâng cái lòng biết ơn yêu thương của chúng ta, và ít nhất là chúng ta hãy ghi xuống bằng cái comment, bằng cái những cái lời chúng ta biết ơn đến với người chia sẻ tối nay đi ạ. Dạ, trước khi người thương comment thì con đã đọc một câu nói bất hủ của Hải Thượng Lãng ông tổ của ngành y Việt Nam, đó là dùng thuốc uống để trị bệnh là hạ sách, mà còn thượng sách là không dùng thuốc mà trị được bệnh, giữ gìn được sức khỏe. Như vậy chúng ta đối với đến với rừng gọi là chúng ta đang chọn phương pháp là thượng sách á, tức là không dùng thuốc mà mình có thể là giữ gìn được sức khỏe và có thể là phòng được một số bệnh tật, phòng và trị được một số bệnh tật. Thứ hai nữa là mình sẽ không những khỏe về thân mà tâm mình cũng an. Đó là hai cái điều mà con người đang hướng tới. Và đầu tiên thêm vào nữa đó là chúng ta không phải không dùng thuốc, không những là không dùng thuốc mà chúng ta cũng không dùng thực phẩm chức năng hay là không dùng cái gì cả. Đó, mà chúng ta chỉ cần sống đúng, sống theo 7T, cân bằng thuận tự nhiên thôi, là chúng ta có một cuộc sống rất là chất lượng, thân khỏe tâm an ạ. Rồi, và câu cái thông điệp cuối cùng của một tỷ phú Lý Gia Thành, đó là sức khỏe giống như một con đập vậy, nếu đợi nó sắp sập rồi mới tìm cách khắc phục thì dù có tốn bao nhiêu tiền, sức lực và của cải cũng không thể cứu chữa được. Vậy thì cái thông điệp gửi đến người thương rằng là chúng ta sẽ giữ gìn sức khỏe khi chúng ta đang còn khỏe,
chúng ta có cái cách lối sống có kiểm soát, có tỉnh thức khi chúng ta chưa rơi vào tình thế mà giống như cái con đập mà sắp sập, đúng không ạ? Chúng ta nên là ngay từ bây giờ luôn, chúng ta sẽ có một cái cách sống mới, có một cái phương pháp mà mình sẽ luôn luôn sống quan tâm tới cái cơ thể mình khi mình đang còn khỏe. Con xin kính biết ơn người thương. Chúc người thương có một buổi tối an lành ạ. Biết ơn. Dạ biết ơn chị Hòa. Thank you. Thank you. I love you. Biết ơn và yêu thương chị, yêu thương anh. Yêu thương cả nhà. Biết ơn cả nhà đã tin tưởng và lắng nghe. Người thương ơi, bây giờ là mà thời gian thì cũng đã muộn thì cũng đã muộn rồi. Người thương có mong muốn là thầy đọc một cái bài thơ của ngài tiến sĩ luật sư Lô Bình Nhưỡng có viết tặng cho Rừng Gọi, và ngài hiện bây giờ là phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội Việt Nam, và đã cùng với phu nhân dành cái kỳ nghỉ phép đầu tiên sau 42 năm công tác để trải nghiệm cái khóa thanh lọc thân tâm chuyên sâu 10 ngày của Rừng Gọi như thế nào. Người thương có mong muốn thầy đọc cái bài thơ ngắn đó mà, hay là chúng ta chia tay bây giờ? Nếu mà muốn thì vui lòng đánh số 5 cho thầy ạ. Nếu mà không thì mà buồn ngủ rồi muốn đi ngủ thì vui lòng đánh số 0. Thì nếu mà có nhiều số 0 thì đi ngủ không đọc, mà nếu mà có nhiều số 5 thì đọc nha. Người thương đánh đi ạ. Dạ có nhiều người. Dạ có nhiều người lắm thầy đọc đi thầy ơi. Vâng thầy đọc nha. Rồi xa thú. Rồi. Đây là của cái vị mà tiến sĩ luật sư mà vợ cũng là người giảng viên trường học luật ở Hà Nội. Thì bài thơ là Vợ với Mẹ Tiên. Và cái bài này cũng rất là cảm động, đúng với tinh thần của Rừng Gọi. Và một của bài cũng ngắn nữa là nói về cái điều kỳ diệu của sư cô Phước Vũ, là người mà bị liệt, bị Parkinson rồi đến với Rừng Gọi không uống thuốc mà đi được như thế nào. Vợ với Mẹ Tiên. Bố rồng lấy mẹ tiên sinh ra trăm trứng, dưỡng dục ta từ thuở hồng hoang, bán quy hải, cha rồng đưa con ra biển rồng, bán quy sơn, mẹ dẫn con ở lại giữa rừng, nay biển động, mẹ gọi con tụ vờ núi thẳm, vờ rừng xanh thanh lọc thân tâm, mẹ ban phép màu bảy tơ linh nghiệm, hòa cùng thiên nhiên, tâm thân bệnh chữa lành. Biết ơn mẹ cùng trời cao đất rộng, ngàn kiếp qua vẫn gắn bó giữ rừng xanh. Đỡ hôm nay rừng gọi chúng con về bên mẹ, đỡ vạn kiếp tương lai tràn ngập thiện lành. Xa thú, xa thú, xa thú. Vâng, đây là ký tên Lô Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội khóa 14, phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội Việt Nam. Rồi, tiếp theo là cái bài Điều Kỳ Diệu. Sư rừng gọi bảo sư cô Phước Vũ, hãy tự mình, hãy tự bước đi, và người thương bỏ tay ra đừng ngại, đỡ sư cô cất bước của mình. Thật kỳ diệu, sáng nay sau mật lệnh, bước chân đầu rồi bước thứ hai, và bước tiếp và lại thêm nhiều bước nữa, như bước thiền kẻ có dáng dấp khoan thai. Sau bước đầu chập chững như bước tập, đến những bước sau rành rõ giữa vui mừng. Sư cô vái Phật và cảm ơn rừng gọi, giữa tiếng reo vui cổ vũ ngỡ ngàng. Vi diệu quá, phòng người thương buổi sáng, ánh sáng phước lành đã đến nơi đây, đem năng lượng và tình thương rừng gọi, thanh lọc thân tâm và chữa khỏi thân này, xa thú lành thay. Vâng. Và phòng người thương là cái phòng mà của vợ chồng bác sĩ Hưng ở đó, rồi nhường lại cho người thương ở đó. Thì là như vậy. Đó là phòng người thương. Và cái phòng đó rất là nhiều người cũng được chuyển hóa. Và bây giờ những người thương vợ với rừng gọi thì thầy thì ra ở liều. Còn nhường cái phòng người thương, cái phòng kín đáo lại cho những cái người thương, mà đặc biệt là những người có vấn đề bệnh tật. Dạ. Rồi, con xin kính chào thầy, cũng đã trễ rồi. Con xin kính biết ơn thầy, kính biết ơn tất cả những người thương đã lắng nghe cho đến giờ phút này ạ. Kính chúc quý người thương một đêm ngon giấc an lành, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 4 giờ rưỡi vào ngày mai. Vâng rồi. Thầy chị Hồ ơi, rồi có gì tranh thủ, hình như là thầy cho thấy có chị An Hòa Viên á, là cái nơi mà chúng ta tổ chức á, và chị
có gì chia sẻ thông tin cho bên ban tổ chức ở An Hòa Viên ở Vũng Tàu cho khóa 24 để họ tổ chức cho tốt anh chị. Rồi chị đại diện cho rừng gọi để giúp cái đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thầy cũng thông báo cho tất cả những người thương chuẩn bị K24 á, là chúng ta những cái điều mà nó cái khóa thành lập rừng gọi á, thì là quý vị cần biết rằng là quý vị tuân thủ á, thì sẽ được thưởng, mà quý vị không tuân thủ á, thì mỗi lần mà bị vi phạm là bị phạt nha, là 500.000 trên một lần. Ví dụ như là nói chuyện hoặc là những cái vi phạm như vậy á, thì quý vị không có mang theo bất cứ loại thuốc nào nha. Đối với gọi là quý vị không mang theo thuốc nè, không mang theo là điện thoại. Còn nếu mà mang theo điện thoại thì chắc chắn là sẽ đến rồi check in xong là sẽ được tắt máy và gửi cho rừng gọi trong suốt cái 10 ngày thanh lọc như vậy. Còn nếu mà người thương nào mong muốn được mà xử lý công việc gì đó trong tuần hoặc là trong ngày mà giống như trả lương cho mấy trăm nhân viên gì đó thì phải báo cáo trước với ban tổ chức rừng gọi. Thì là như vậy. Cho nên là trong cái quá trình mà thanh lọc như vậy thì tuyệt đối giữ cái sự mà im lặng thanh tịnh. Thì đó là cái tinh thần của rừng gọi. Nha, thì đó là những cái điều mà thầy nhắc nhở. Còn nếu mà quý vị vi phạm thì quý vị cứ mang theo tiền đi, muốn mà cứ mỗi lần là vi phạm là 500.000 là như vậy, thì là sau 3 lần là quý vị không còn cơ hội để thanh lọc nữa. Đó, như vậy nha. Rồi thì biết ơn cả nhà. Cảm ơn thầy, cái này chắc mình sẽ nói riêng trong cái nhóm thanh lọc thôi thầy. Nhưng mà cũng cho những người thương mà mong muốn được thanh lọc với rừng gọi cũng biết á, rừng gọi là nó có những cái tiêu chuẩn khắc khe như vậy. Dạ, vâng, rồi con mời người thương Nguyễn Huỳnh Thị Thanh Trang ạ. Con kính mời người thương Nguyễn. Dạ. Người thương. Thầy cho người thương Thanh Trang mở mic được không thầy? À, dạ. Vâng, người thương Thanh Trang. Người thương Thanh Trang vui lòng mở mic ạ. Người thương Thanh Trang xong rồi chúng ta chấp tay hồi hướng ạ. Dạ. Rồi người thương mở mic đi ạ. Dạ, người thương mở mất đi ạ. Rồi được ạ. Được đó người thương ơi. Người thương nói đi ạ. Dạ, con xin ban tổ chức hướng dẫn cho con á. Cái cách mà con từ Quảng Ngãi con vô đó, thì con mua vé đến đâu con dừng để mà con đi taxi về chỗ mà mình tu luyện đó thầy. Bây giờ con không biết đường nào mà mua vé rồi. Rồi, được rồi. Thế có gì đó chị Hợ kết nối giúp cho người thương nha. Còn cái vấn đề là chỗ mà từ sân bay đi về như thế nào, đó là chỗ có bên An Hòa Viên á, có người thương bên An Hòa Viên hỗ trợ hướng dẫn cho đường đi nước bước từ từ chỗ mà bên sân bay về như thế nào nha. Con đi xe từ Quảng Ngãi vô. Con cảm ơn cô Thanh Trang, nhưng mà cái này tối mai được không cô? Tối mai mình sẽ họp riêng á cô. Và bây giờ nó kể rồi á. Cái này không vội ạ. Dạ. Rồi, dạ. Bây giờ chúng ta chấp tay, chúng ta hồi hướng ạ. Dạ. Sa thú. Rồi, bây giờ chúng ta, đây là phước lành của rừng gọi làm được, và chúng ta xin được cung thỉnh chư thiên nhân loại, cung thỉnh tất cả các vị chư vị hữu hình vô hình có mặt để cùng nhau thọ hưởng cái phước lành này. Rừng gọi hoan hỷ mời quý vị thọ nhận. Phước lành mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc của tất cả những người thương đang có mặt trong Zoom rừng gọi tối nay ở trong Zoom, cũng như là những người thương và thân bằng quyến thuộc của quý vị đang nghe qua livestream ở tại YouTube Thanh Lập Rừng Gọi. Thân bằng quyến thuộc nào của người thương đã quá vãng thì nương vào năng lượng này đã được siêu sanh. Thân bằng quyến thuộc nào mà còn sống trong hiện tại thì nương vào năng lượng này đã được sống vui, sống khỏe, sống bình an, hạnh phúc, vững bền. Và phước lành của chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để cho quý vị có cơ duyên đến với thanh lọc thân tâm, một cái phương pháp mà vi diệu, chuyển hóa, không có tốn tiền. Và cũng đỡ cho quý vị nương vào cái năng lượng này để tẩy trừ hết tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm ở nơi tâm, hôm nay cho đến ngày vị lai. Và nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả các vị là Phật tử cũng như không Phật tử đều chứng ngộ các cái quả vị giải thoát và chạm đến cái thiên đàng niết bàn tịnh độ ngay trong cái giây phút mà hiện tại. Sa thú lành thay. Đường cô ạ đã chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Đường người thân yêu lắng nghe. Con kính chào Lương. Hẹn gặp lại người thân. Lương Y Thị có dặn dò gì không Lương Y Thị ơi? Dạ
Con xin dặn dò người thương là chúng ta mai vào đúng giờ vào những ngày công phu tiếp theo ạ. Chỉ thế thôi sư cô ạ. Và chúng ta hãy ăn sớm chút một chút để chúng ta vào công phu đỡ đầy bụng no bụng. Dạ. À, và ngày mai tối mai con sẽ hướng dẫn cho người thương điền form lại một lần nữa. À, và các cái quy trình mà người thương bắt đầu chuẩn bị để mang theo thì vào tối mai con sẽ chia sẻ sau khi Lương Y Thị chia sẻ. Vâng ạ, rồi. Thì có gì rồi cái có gì là Lương Y Thị với chị Huệ giúp cho Rừng Gọi cập nhật thông tin cùng với An Hồ Viên giúp nha. Rồi, xa thú. Dạ, rồi. Con chào thầy, con chào Lương Y Thị, con chào cô Thủy nha. Con chào tất cả người thương. Dạ. Chào bác sĩ. Dạ, rồi, xin chào. Chào người thương Đào Đào Tuấn Anh nha. Chào bác sĩ Hương, chào cô Huệ nha. Dạ. Chào bác Thủy nha. Chào tất cả mọi người. Chào anh Tuấn nha, chị Hiên nha. Dạ, gặp nhau, gặp lại đồng đội đúng không ạ? Dạ, gặp lại đồng đội vui quá trời. Cả nhà mình mở camera lên nè. Rồi chào người thương Liên bên Mỹ nha. Người thương Hà Hành Tuệ Liên ở bên Mỹ này, chào người thương Mai Gia Lai, người thương Vân khỏe chứ ơi, An Nhiên, người thương Hưng Hợ Đà Đắk Lắc, chào anh Nhiên, đào thương người thương Tương Anh Biên Hòa với người thương Tương Anh với bà xã Biên Hòa, người thương dạ vâng, con kính chào thầy Thủy rồi Ninh Thuận, rồi người thương An Nhiên đã bác sĩ thương Mai Gen này không biết ở đâu, không nhớ, chào Lương Y Thị. Ngày thương, chào thương ạ. Xin chào tất cả ngày thương. Rồi chào, xin chào tạm biệt. Cô Như Ngọc ạ. Rồi, còn mắt ca Cao Nguyễn này thì cũng không chưa biết ở đâu. Dạ. Rồi, từ từ. Rồi, đếm ngược nha. 5, 4, 3, 2, 1. Chúc người thương ngủ ngon. Rồi, chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp lại sáng ngày mai vào lúc 4:30. Dạ.